Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhận người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa. Trước hết xin có lời kính chào quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ. Năm nay thì giáo xứ của chúng ta tổ chức cho người lớn và giới trẻ tĩnh tâm chung. Có thể là giới trẻ càng ngày càng đi ít chăng, cho nên không đủ số người để mà tổ chức tĩnh tâm. Cho nên trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta là những bậc phụ huynh, chúng ta đi nghe tĩnh tâm, điều đó tốt, nhưng động viên con em mình và cầu nguyện cho các bạn trẻ. Nếu như chúng ta không có lời Chúa soi đường, chắc chắn chúng ta sẽ lầm đường và lạc lối. Anh chị em thân mến, ở một giáo xứ nọ, chiều hôm đó người ta tổ chức một thánh lễ đặc biệt. Đó là thánh lễ tạ ơn 60 năm hôn phối. Anh chị em mà cái lễ 60 năm hôn phối anh chị em còn sống mà tạ ơn Chúa thì là một cái điều hiếm lắm. 60 năm được gọi là lễ ngọc. Cho nên thánh lễ hôm đó, Đức Giám Mục được mời đến để chủ sự. Và khi Ngài Giám Mục Ngài đi xuống cuối nhà thờ, Ngài rước cụ ông, cụ bà đi lên bàn quỳ. Và một cái hình ảnh mà hôm đó giáo dân nhìn phải rơi nước mắt vì xúc động. Cụ ông nắm tay cụ bà, dìu nhau tiến về bàn thờ. Họ cầm tay nhau. Mà hồi xưa cách 60 năm về trước ấy, thì họ đi khỏe lắm vì còn trẻ. Bây giờ già rồi, cầm tay nhau tiến bước một cách chậm chạp. Nhưng mà họ không có buông nhau ra, vẫn cầm tay nhau. Đằng sau họ là một đàn con cháu, 10 đứa con, mà một mớ cháu chắc đằng sau, đi chậm chạp. Và vừa bước đi thì nước mắt của cụ ông cụ bà tuôn rơi lã chã. Tại sao rơi? Vì thưa anh chị em, làm sao mà sống tới cái ngày hôm nay sau 60 năm thành hôn mà còn chung thủy chung tín với nhau. Họ rơi nước mắt, cả nhà thờ cùng xúc động. Rồi cái lần thứ hai mà người ta rơi nước mắt đó là gì? Hai người nắm tay nhau để lặp lại lời cam kết
của Ngài thành hôn 60 năm về trước. Cụ ông cầm tay cụ bà nói rằng: tôi chọn em làm vợ, rồi không nói được, chỉ có nước mắt thay cho lời nói. Rồi đến lượt cụ bà cũng vậy, cũng cầm tay cụ ông mà nói: tôi xin chọn anh làm chồng, rồi nước mắt lại tuôn rơi. Không thể nào ngờ được có ngày hôm nay. Và kết thúc thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám Mục tiến đến bằng quỳ của đôi vợ chồng đặc biệt này. Ngài hỏi mấy câu thôi. Câu thứ nhất, 60 năm về trước, ông bà đã thành hôn ở nhà thờ nào? Cụ ông không trả lời được, vì cụ ông hình như là con người mau nước mắt. Ông chỉ khóc thôi. Cụ bà bình tĩnh hơn và trả lời: thưa Đức Giám Mục, 60 năm về trước, chúng con tổ chức thành hôn tại nhà thờ này. Rồi sau đó, ông bà có đi đâu không? Thưa Đức Giám Mục, không. Chúng con ở từ đó tới hôm nay, mà 60 năm qua chúng con không bỏ nhà thờ bao giờ, ngay cả lễ thường. Nhưng bây giờ chúng con yếu rồi, đi không có nổi, thi thoảng chúng con mới đến nhà thờ. Rồi câu thứ hai, Đức Giám Mục hỏi: 60 năm qua có khi nào ông hay bà muốn chấm dứt hôn nhân không? Rồi bà cũng trả lời: thưa Đức Giám Mục, không. Rồi ông bà có hối tiếc gì sau khi sống 60 năm qua không? Bây giờ cụ ông mới nói: thưa Đức Giám Mục, con không hối tiếc điều gì cả. Con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa. Thưa anh chị em, giờ Đức Giám Mục nhìn xuống giáo dân và nói rằng: này thưa ông bà anh chị em, đây là mẫu gương sáng ngời sống động nhất cho đời sống gia đình của anh chị em đó. Cả nhà thờ vỗ tay, nhưng mà vỗ tay trong nước mắt. Thưa anh chị em, khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi cứ suy nghĩ hoài. 60 năm cuộc đời, 60 năm bên đời nhau, làm sao họ có thể tồn tại tới giây phút này để lặp lại lời tuyên thệ của 60 năm về trước, trong khi đời sống hôn nhân, đời sống vợ chồng người ta gọi nó là một chiếc thuyền nan trôi giữa đại dương. Thuyền nan thì anh chị em biết rồi, nó mỏng manh lắm, bất cứ cơn sóng nào cũng có thể dập bùi cái con thuyền nan đó. Rồi bây giờ có câu nói rất là hay: đời sống vợ chồng, cha mẹ là những nhà phiêu lưu vĩ đại. Anh chị em thấy đúng không? Phiêu lưu lắm, mạo hiểm lắm, không biết ngày mai nó như thế nào. Rồi trong cái đời sống hôn nhân của hai vợ chồng này 60 năm, chắc chắn sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Có những lúc cãi vã nhau, xung đột nhau, mà tại sao tới giờ họ vẫn bên nhau? Trong 60 năm đó họ sinh con đẻ cái, mệt mỏi vì chuyện cơm áo gạo tiền, mệt mỏi lo toan vì phải giáo dục con cái. Tôi suy nghĩ rồi, rồi tôi lại đưa đến một cái câu trả lời. Sở dĩ họ tồn tại trong 60 năm qua là nhờ chính Thiên Chúa, Ngài gắn vào trong vợ chồng của họ hai tiếng tình yêu, mà chúng ta gọi một cách nôm na là sợi dây của hôn nhân đó, tình yêu. Và chính Thiên Chúa Ngài là nền tảng để làm nên sự chung thủy và yêu thương giữa đôi vợ chồng của họ. Chúng ta thấy đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của ngày hôm nay đầy những thách đố. Người ta ly dị nhau, người ta bỏ nhau rần rần, ngay như đời sống của người Công giáo chúng ta cũng có chuyện ly dị, cũng bỏ nhau đầy
Cho nên chúng ta thấy mục vụ của giáo hội trong những năm vừa qua luôn luôn tập trung vào vấn đề mục vụ gia đình. Năm nào chúng ta cũng thấy có những cái chủ đề mục vụ gia đình. Có năm thì tái phúc âm hóa gia đình, có năm thì gia đình là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và năm nay chúng ta thấy giáo hội Việt Nam của chúng ta có chủ đề mục vụ, đó là giúp đỡ các gia đình trẻ trong đời sống hôn nhân. Cho nên trong 3 ngày này tôi cũng xoay quanh về vấn đề gia đình. Và chủ đề hôm nay, chủ đề đầu tiên tôi xin gửi đến anh chị em, đó là gia đình là một tổ ấm yêu thương. Nhưng mà chúng ta phải nói với nhau rằng không phải tự gia đình mình là có cái tổ ấm yêu thương đâu. Nhưng phải có cái bắt nguồn, có cái xuất xứ. Mà xuất xứ của cuộc đời của con người của chúng ta đó là gì? Là Thiên Chúa. Thánh Gioan trong Tin Mừng của mình, Ngài đã viết Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta vừa nghe đọc lại một đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan, nói một lời quá sức hay: không ai biết Thiên Chúa Cha bao giờ, trừ con một là Thiên Chúa, là đấng ở trong cung lòng của Thiên Chúa Cha, chính Người mới tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là ai. Chúa Giêsu đi vào đời, Ngài mặc khải chúng ta biết chúng ta có Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Ngài là người Cha yêu thương. Cái kinh lạy Cha là Chúa Giêsu dạy đó. Mình hãy ngước mắt lên trời, đưa tay lên mà đọc lên kinh lạy Cha của chúng con ở trên trời. Ngài là Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa của sự yêu thương. Mà tình yêu của Thiên Chúa Cha đó là gì? Thưa anh chị em, đó là một tình yêu trao ban, một tình yêu hiến tặng. Nó khác với tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Chúng ta cũng trao ban, chúng ta cũng hiến tặng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không dừng lại ở cái chuyện là cho không biếu không, nhưng mà cho tặng phải có điều kiện. Còn Thiên Chúa là một tình yêu nhưng không, không có điều kiện gì cả. Chúng ta có cái thứ gì đâu mà điều kiện với Chúa. Từ tro bụi Chúa nâng ta lên hàng khanh tướng. Chúng ta là tro bụi sẽ trở về bụi tro. Nhưng Thiên Chúa là một tình yêu trao ban và hiến tặng, cho nên mới có chúng ta. Và chính từ cái tình yêu trao ban và hiến tặng đó, Thiên Chúa mới tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Tất cả những điều này không phải tự tôi nói, mà chính trong sách thánh nói. Chúng ta đọc lại những trang đầu của sách Sáng Thế, trình thuật việc Chúa tạo dựng trong 6 ngày. Sau khi tạo dựng đến đất trời vũ trụ tinh tú, rồi cá biển chim trời, Chúa thấy cái nào cũng đẹp. Ngày cuối, tức là ngày thứ 6 trong công trình tạo dựng, Chúa dựng nên người có nam có nữ. Thiên Chúa tạo dựng nên con người như thế nào? Thưa anh chị em, đó là một cách mô tả kinh thánh mà chúng ta hiểu được. Đó là từ tấm lòng xót thương của Chúa mà Chúa dựng nên con người một cách kỳ công. Bây giờ Chúa dựng nên con gà, con vịt phán một lời là có. Còn khi dựng nên con người, Chúa lấy đất sét rồi nặng tình hình con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi của họ, tức là nơi chúng ta có hơi thở sự sống thần linh, hạnh phúc đấy. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Và sau khi dựng nên Eva thì công trình tạo dựng mới được gọi là hoàn thành. Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp. Cho nên không có ai trong chúng ta là xấu hết, mà toàn là tốt đẹp. Vì đó là việc của Chúa tạo dựng, vì Chúa chúc phúc. Không có gì là xấu hết. Thì cái tâm con người nó sống thôi. Còn tự chúng ta là được dựng nên giống hình ảnh Chúa, cho nên chúng ta được tốt đẹp. Và từ khi mà Adam có Eva,
từ giây phút đó, mối tình đầu tiên của nhân loại được bắt đầu. Adam Eva là một cái cuộc tình, một cái mối tình nổi tiếng nhất. Ở đây tôi chỉ nói những cái điều tốt đẹp. Nổi tiếng chỗ nào? Xin thưa, đây là một tình yêu tương xứng. Anh chị em nhớ tình yêu tương xứng nha. Chúa không có dựng cái gì mà không đẹp đâu. Tương xứng chỗ nào? Chúa nói ta sẽ tạo nên một trợ tá tương xứng với người đàn ông. Tương xứng ở đây là gì? Trợ tá ở đây là gì? Thưa, trợ tá không có phải là một sự lệ thuộc. Trợ tá ở đây là bổ túc cho nhau, thêm cho nhau. Bây giờ cái gì anh không có là tôi bổ túc cho anh, cái gì em có là anh bổ túc cho em. Một sự bổ túc cho nhau. Trong quan niệm Á Đông của chúng ta thì họ cho rằng là chồng Chúa, vợ tôi. Có nhiều người mà nhẫn tâm họ nói với vợ họ đó, mày là cái máy đẻ thôi, ăn đồ đẻ không làm được gì hết. Mà không có ông làm sao tôi đẻ. Chị em thấy cái quan niệm của dân gian của Á Đông chúng ta là chồng Chúa, vợ tôi, chồng có quyền hơn vợ. Ông vua Tự Đức, một ông vua khá nổi tiếng của triều Nguyễn, ông nói một câu hay lắm: nhất vợ nhì trời. Ông đâu có học vô lý gì biết, vợ còn hơn ông trời nữa. Tức là phải đưa người đàn bà lên. Chúng ta ra cái lăng của ông vua Tự Đức á, độc đáo là hai cái ngai của ông vua và hoàng hậu để ngang nhau. Còn các lăng vua khác là lăng vua cao hơn, lăng hoàng hậu thấp hơn, phân biệt rõ ràng. Tự Đức hai cái ngai bằng nhau. Nhất vợ nhì trời cũng sai, không có đúng. Nhưng mà là trợ tá, là tương xứng, là ngang bằng với nhau. Anh không có quyền trên tôi nha, tôi cũng không có quyền trên anh. Chúng ta chỉ có một cái quyền là tôn trọng nhau thôi. Đừng có nói chồng Chúa, vợ tôi. Quan niệm đó là quan niệm sai lầm hoàn toàn với cung lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thực sự là khi tôi 3 tuổi thì ba tôi mất. Tôi không biết gì về ba hết. Ba tuổi nhỏ lắm, tôi ở dưới mẹ thôi. Thành ra tôi không có cái lòng thương ba gì mấy hết. Biết là có ba mình mới ra có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà sống dưới mẹ từ nhỏ chỉ thương mẹ thôi. Mà chắc phải vì vậy hay không mà tôi thú thực với anh chị em á, tôi được người ta mời đi giảng cho các bà nhiều lắm. Nhiều khi ở dưới mẹ rỡ với chị, cái nữ tính ở trong tôi cũng nhiều. Cho nên mới thấy cái đau khổ của người đàn bà. Thấy một cậu bé hỏi ba của nó: ba ơi, tại sao mẹ ưa khóc quá vậy? Đấy, đàn bà nước mắt nhiều lắm. Đàn ông của chúng ta nước mắt khóc được, có ngày người ta nói có 8 năm hết rồi, hay là 6 năm hết nước mắt. Đàn bà khóc 18 năm mới hết nước mắt. Tại sao đàn bà khóc nhiều? Người cha đâu có trả lời với đứa con được. Ông chỉ nói: con ơi, lớn lên con mới hiểu được tại sao đàn bà khóc nhiều. Thưa anh chị em, nếu chúng ta hiểu lời Chúa, nghe lời Chúa dạy, ta sẽ tạo nên một trợ tá tương xứng với người đàn ông, thì xin thưa rằng ta không còn có vợ mình là tôi tớ, là nô lệ, mà ngang hàng với ta. Cái tình của Adam Eva nó còn nổi tiếng thêm một cái tình yêu thứ hai, đó là gì? Tình yêu tròn đầy. Tròn đầy là gì? Adam trong một giấc ngủ trưa, khi tròn tỉnh giấc nồng, Adam chợt thấy trước mắt mình một cái gì đó. Bây giờ là tôi nhìn đàn bà, nhìn phụ nữ, tôi biết là đàn bà. Ông Adam đâu có biết đâu, lâu nay ở trong cái vườn địa đàn con mình, thấy tự nhiên có một cái vật gì, cái con gì đấy nó giống mình, mà không biết nó là cái gì, nó tên gì.
Nhưng mà Adam thốt lên một cái câu mà người ta gọi đây là cái câu tỏ tình đầu tiên của người đàn ông dành cho người đàn bà trên trái đất này. Câu tỏ tình nó mộc mạc mà tôi thấy hay quá sức. Nè, xương của xương tôi đó, thịt của thịt tôi đó. Adam đâu có biết đó là ai, cứ nói trong trọng xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, có nghĩa là gì? Đây là cái lâu nay tôi thiếu, đây là cái mà lâu nay tôi mơ mộng, tôi kiếm tìm mà tôi không biết cái đó là cái gì, bây giờ lại có đây. Cho nên Adam mới chỉ là một nửa thôi, khi Eva xuất hiện là một nửa còn lại của Adam, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Chúng ta thấy người Việt Nam mình á, chồng vợ nói với nhau hay lắm. Nhà ơi, tôi không biết tại sao gọi là nhà, nhưng mà tôi thích cái câu là mình ơi. Mình với ta tuy hai mà một, anh là một nửa, em là một nửa, hai mình là một, hai nửa ráp lại mới thành một. Đó là cái câu thơ của thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Còn thi sĩ Hàn mà tự diễn tả cái nửa bên kia cũng tuyệt vời lắm. Ông viết rằng đêm nay có một nửa trăng thôi, một nửa trăng ai cắn vỡ rồi. Một nửa trăng là một nửa của tôi đây thôi, một nửa kia đâu mất rồi. Hai mà một, một sự bổ túc hoàn hảo dành cho nhau. Rồi cái tình yêu thứ ba trong mối tình Adam Eva đó là gì? Tình yêu chung thủy bất khả phân ly. Anh chị em thấy khi phân tích cái tình yêu của đời sống hôn nhân Kitô giáo, chúng ta thấy tuyệt vời. Từ đây người nam sẽ lìa cha bỏ mẹ để cả hai nên một xương một thịt bên nhau suốt đời. Lời Chúa nói trong thánh lễ hôn phối, bài đọc này được đọc lên. Chúa nói trong cái chuyện dẫn chơi nhé, cha mẹ cũng lìa bỏ hết. Đấy, có nhiều người hỏi tôi, thưa cha là tình cha nghĩa mẹ với tình vợ chồng tình nào lớn hơn? Cha, anh chị em trả lời được không? Bây giờ chúng ta tĩnh tâm, không có giờ để mà tôi đi phỏng vấn anh chị em. Chắc ngày thứ ba tôi sẽ dành tới cỡ nửa tiếng, sẽ có chương trình phỏng vấn đối vui, trả lời đúng có thưởng nha. Giờ thôi mình ráng nghe lời Chúa, mình thu được cái gì thu để ngày thứ ba mình phát. Tình cha nghĩa mẹ cao chứ. Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người con mà không thảo hiếu với cha mẹ không xứng đạo làm người. Tình vợ nghĩa chồng, nghĩa phu thê nặng lắm. Ở đây chúng ta không thể so sánh trong cái suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta dựa vào lời Chúa để chúng ta thấy được rằng cái nghĩa phu thê, cái nghĩa tàu khang nó nặng lắm. Từ đây người nam sẽ lìa cha bỏ mẹ. Điều chúng nói gì? Khi ta đã tác tạo, ta kết hợp hai con phải dính chặt vào nhau. Nên tôi giả dụ như bây giờ lấy hai tờ giấy, mình phết hồ, mình dán vô để khô một chập, gỡ ra được không? Gỡ nó nát hết, nó rách hết. Tình nghĩa vợ chồng cũng keo sơn gắn bó như vậy đó thưa anh chị em. Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Đó, hôm trước tôi giảng tĩnh tâm cho các em thiếu nhi, tôi không phải ở thiếu nhi mà tĩnh giảng chủ nhật á, tôi có nói mối tình của chị tôi đó. Bây giờ người chồng thì bỏ chị rồi lấy vợ khác, mà chị vẫn ở vậy chờ chồng. Vì điều gì? Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Vì điều gì? Hôn nhân Kitô giáo nhất phu nhất phụ, một vợ một chồng. Và Chúa lại gửi theo cho cái cặp vợ chồng đầu tiên cái câu gì nữa? Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loại người không được phân ly. Không có cái đạo nào như đạo chúng ta hết, thưa anh chị em. Tôi khi tôi ở Cần Giờ,
tôi cũng gặp rất nhiều người bên Lương, bên Phật, bên Cao Đà. Tôi cũng rủ họ theo đạo Công giáo đi, đạo Công giáo hay lắm. Cái hay nhất của đạo Công giáo theo tôi thấy, đời sống vợ chồng là không có chuyện mà ông anh trả bạn nem nha, trung thủy với nhau. Còn ai mà làm chuyện đó có tội đáng chịu, mà cái tội đó tội nặng lắm. Nhưng mà có những cái anh bên Lương nói với tôi thế này, thực sự là tôi cũng muốn theo đạo Công giáo lắm, nhưng mà theo thì được, mà giữ thì không có được. Bởi vì bên Lương, bên đạo chúng tôi nhiều vợ lắm, mà không có vợ thì cũng nhiều bồ lắm. Theo mà không giữ theo làm gì? Cho nên lúc nào già sắp chết, hết chuyện yêu đương, lúc đó mới theo đạo Công giáo. Chị em thấy chưa? Tôi nói liệu ông sống tới già không? Có đâu. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái mối tình đầu tiên của nhân loại Adam Eva nổi tiếng vì có ba cái thứ tình trong đó. Một tình yêu tương xứng, một tình yêu tròn đầy, và một tình yêu nhất phu nhất phụ. Kinh Thánh dùng cái mối tình đầu tiên này để giúp cho chúng ta thêm một lần nữa xác tín rằng từ cung lòng của Thiên Chúa, cung lòng yêu thương, con người được sinh ra. Từ suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa hình thành nên một gia đình của tổ ấm yêu thương. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta phải nói với nhau, hôn nhân á, nó không phải là nó thành bởi vì ngẫu nhiên. Hôn nhân nó thành không phải vì nhờ ông tơ bà nguyệt xe duyên đâu, nhưng do thượng trí và bàn tay tài tình đầy yêu thương của Thiên Chúa tác tạo, để qua cái mối tình của vợ chồng trong đời sống hôn nhân, một lần nữa Chúa tỏ cho nhân loại thấy được rằng Thiên Chúa yêu nhân loại này đến mức độ ấy. Cho nên Adam Eva sống trong tình yêu của Chúa và hạnh phúc thực sự. Đằng sau cái mối tình Adam nó sẽ, ngày mai tôi sẽ triển khai tiếp. Hôm nay tôi dừng lại ở cái chuyện là khi họ còn có Chúa trong gia đình của họ, họ hạnh phúc. Hạnh phúc như thế nào? Sáng thế trong Kinh Thánh là ghi tiếp rằng cứ mỗi khi chiều về, Thiên Chúa Gia-vê đi dạo với Adam Eva trong khu vườn địa đàng. Tuyệt vời một cái hình ảnh. Chúng ta phải hình dung, chúng ta tưởng tượng ra Thiên Chúa đang đi dạo với hai con người vì yêu mà Ngài dựng nên, mà khuôn mặt của Ngài chắc tươi lắm, thánh nhan của Thiên Chúa rạng ngời, và cái gương mặt của Adam Eva cũng tràn ngập một hạnh phúc, nhưng với một điều kiện, có Thiên Chúa đi cùng với họ. Thưa anh chị em, tôi xin kết thúc. Chúng ta thấy từ ngày mà Chúa dựng nên Adam Eva, từ cái mối tình đầu tiên này một tổ ấm xuất hiện, từ cái tổ ấm này nhiều tổ ấm khác xuất hiện trên mặt đất của chúng ta. Chúng ta thấy trong giáo hội, những vị thánh đa số là nên thánh nhờ một gia đình trong ấm ngoài êm. Chẳng hạn như cha thánh Don Bosco, cách đây mấy năm là thi hài của Ngài được gọi là thánh du đó, tức là người ta đưa thi hài của Ngài đi qua đất nước Việt Nam. Thánh Don Bosco là một vị thánh đặc biệt, sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm. Khi mà Ngài được sinh ra đâu 2 tuổi á, thì cha của Ngài mất. Mẹ của Ngài làm một cái công việc lạ lắm, đến trước bàn thờ Đức Mẹ và nói với Đức Mẹ: con xin dâng đứa con này cho mẹ.
Sau này Đông Đức Cô lớn lên, người mẹ nói với Đông Đức Cô: con ơi, mẹ đã dâng con cho Đức Mẹ, mà Đức Mẹ là mẹ của người nghèo, Đức Mẹ là người nghèo nhất trong số những người nghèo, con phải là một linh mục nghèo nha. Đó, gia đình đạo đức như vậy đẻ ra con trở thành một vị thánh, thánh lừng danh trong giáo hội. Giờ thánh nữ Bernadetta được Đức Mẹ hiện ra 18 lần, nhà nghèo học dốt, nhưng mà nhờ cha mẹ quá đạo đức, trong nhà rất nghèo, đạo đức mức độ là tối nào cũng lần chủ chung với nhau, lúc nào cha mẹ cũng khuyên con mình: mấy đứa con lo lần chuỗi nghe. Sau này có thánh Bernadetta nổi tiếng, qua đời trên 150 năm, thi hài vẫn còn nguyên. Rất nhiều những gia đình đạo đức sinh ra những người con làm thánh, sáng danh Chúa và giáo hội. Nhưng sư thưa anh chị em, tôi xin kết thúc bằng một cái câu chuyện có thật. Anh chàng này sinh ra không phải trong một gia đình có đạo. Khi lên 7 tuổi thì vì bị bệnh sốt huyết, sốt xuất huyết quá nặng, đôi mắt của cậu bé này mù hoàn toàn. Từ ngày mù rồi, cậu bé này đâu có tới trường được, làm sao đi học cho mấy cái đứa sáng mắt. Rồi mù là một cái mặc cảm, trong đầu của cậu chỉ nghĩ một điều thôi: chết đi cho rồi, sống mà làm chi cho nó khổ. Không ai chơi với cậu bé, ngày ngày luôn thủi thủi một mình. Một đêm kia cậu cứ trằn trọc không ngủ được, thì bất ngờ nghe được cha mẹ cậu nói chuyện với nhau. Người mẹ nói với chồng mình rằng: nếu như em mà lấy được đôi mắt của em trao cho thằng bé con nhà mình, em sẵn sàng. Nó bất hạnh, ngày nào cũng thấy nó thui thủi một mình, em chịu không nổi. Cậu bé mù nghe như vậy quá thương mẹ. Rồi người cha mới nói với người chồng mới nói với vợ của mình: nhà mình nghèo, làm sao chữa trị, bây giờ vô phương rồi, mà không biết làm sao cho nó đỡ buồn đây. Khi nghe lời của cha mẹ nói trong đêm, cậu bé mù từ đó không có ý nghĩ chết nữa. Cậu nghĩ điều gì? Mình phải đi học, học trường mù, mình phải nên người. Rồi cậu được nhận vào một trường khiếm thị của đạo Công giáo chúng ta, do các thầy phụ trách. Cậu học rất giỏi, khi có bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi thì bắt đầu cậu xin học nghề. Cuối cùng cậu chọn và học được một cái nghề, đó là bấm huyệt. Bây giờ mù á, bây giờ mấy người sáng mắt bấm huyệt, anh chị em thấy còn ớn nữa, bây giờ thằng mù nó bấm sao? Mà lạ lùng, khi mà bắt đầu ở trường mù tốt nghiệp xong và được cái nghề bấm huyệt thì cậu xin học giáo lý. Tại vì các ông thầy, ông dạy các ông thầy hay quá đi, thì thích cái ông Chúa nữa, xin học giáo lý và rửa tội trở lại đạo Công giáo. Việc bấm huyệt hình như ngày càng phát triển, bắt đầu có tên tuổi. Rồi mới vào trong Đồng Nai thuê một cái nhà trọ, mở phòng bấm huyệt. Tiếng lành đồn xa, bấm huyệt rất mát tay. Thế thì một ngày kia có một cái người đàn bà đến xin bấm huyệt, và thấy cái anh chàng mù dễ thương quá, lần sau vô bấm huyệt dẫn theo đứa con gái. Mà khi cô con gái này xinh tắm, thấy cái anh chàng này hình như là phải lòng chăng, về và nói với mẹ: mẹ ơi, con thương cái người mù quá, hay là con làm vợ của anh nó được không? Và mẹ nói: mày mà lấy thằng mù sao được. Trong khi cái cô con gái này đã có người yêu rồi đó, vậy mà có một sự can thiệp nào ở trên cao chăng, cô ta chia tay với người yêu và quyết định làm vợ của
của anh chàng mù. Thưa anh chị em, cô này cũng trở lại đạo Công giáo. Đám cưới diễn ra trong nhà thờ. Người mù không có đạo, theo Chúa, rồi qua cuộc sống của anh ta mà người làm vợ mình cũng trở thành người có đạo. Từ ngày có vợ rồi, cuộc sống anh hạnh phúc, lần lượt hai đứa con chào đời. Việc làm ăn tốt. Anh nói một điều đáng chúng ta suy nghĩ. Tôi bây giờ tôi vẫn ở nhà trọ thôi, nhưng mà Chúa vẫn cho tôi một cái ơn huệ quá lớn, được có đạo Chúa, được có người vợ hiền và mấy đứa con ngoan ngoãn. Mỗi tháng chúng tôi vẫn có tiền để trả tiền trọ và để dành một ít. Đêm nào vợ chồng con cái tôi cũng lần chuỗi với Đức Mẹ. Chúa Nhật nào vợ tôi cũng chở tôi đến nhà thờ. Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa cho tôi có một gia đình quá hạnh phúc. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 có nói: để các con có thể sống một cách tràn đầy ơn gọi bậc gia đình, các con hãy nhớ cha mẹ con cái mỗi đêm về ngồi lại trước bàn thờ Chúa, đọc lời Chúa đi các con, lần chuỗi đi các con. Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, Ngài đã tác tạo nên đời sống lứa đôi, chắc chắn Ngài sẽ cho đời sống gia đình của chúng ta hạnh phúc. Lạy Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin giúp cho chúng con mỗi ngày mỗi khám phá được tình yêu lạ lùng của Chúa, để chúng con sống với nhau trong đời sống vợ chồng cho xứng với ơn của Chúa. Amen. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, nhạc sĩ Lê Thương đã để lại cho đời một nhạc phẩm bất hủ, đó là bài Đêm Đông. Mà cái ca từ của nó thật hay và thật sâu lắng. Đêm đông xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng. Chúng ta thấy mùa đông là cái mùa gợi lên trong cõi lòng của chúng ta một nỗi u hoài, một nỗi buồn man mác. Mùa đông về chúng ta thấy cái gì? Hàng cây trơ trụi lá, và trời có những cơn mưa bất tần, tiết trời thì âm u, buồn thảm. Và phải chăng giáo hội của chúng ta đã chọn cái tháng 11 trong mùa đông này để giúp cho chúng ta có dịp mà dừng lại, như một dịp uống nước nhớ nguồn. Chúng ta nhớ về những người đã ra đi trước chúng ta, như một dịp để chúng ta dừng lại mà chành nghĩ tới một cõi đi về trong kiếp nhân sinh của đời người. Cái tháng 11 này theo cái truyền thống Á Đông của chúng ta được gọi là tháng để báo hiếu, báo nghĩa. Nhưng mà xin thưa anh chị em và các bạn, có một cái vấn đề mà chúng ta phải nói với nhau hôm nay. Đạo Công giáo của chúng ta đã có mặt trên đất nước Việt Nam trên dưới 400 năm rồi, nhưng mà người bên lương vẫn cứ lên án đạo Công giáo là cái đạo bỏ ông bỏ bà, là cái đạo bất hiếu bất nghĩa. Tại sao như vậy? Vì đối với những người bên lương á, việc thờ kính ông bà là cái công việc hàng đầu của họ. Bởi vì họ cho rằng cây thì nó có cội, nước thì nó có nguồn, có người có tổ có tông. Do đó cái việc mà lo cho những người quá cố đối với người bên lương là việc cho một cái việc làm hết sức chu đáo. Khi mà ông bà cha mẹ của họ nằm xuống thì họ lo ma chay rất đàng hoàng, 3 ngày 3 đêm. Cứ ban ngày là mời các thầy tới mà tụng kinh, ban đêm thì mời các dàn nhạc, các ca sĩ đến hát, đến múa. Rồi họ lập bàn thờ của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ hết sức đàng hoàng, chọn một chỗ được gọi là đàng hoàng nhất, đẹp nhất trong ngôi nhà của mình, làm những cái bàn thờ để thờ kính ông bà tổ tiên.
mà thậm chí nhiều khi cái bàn thờ của người Vĩnh Lương hơn bàn thờ của Chúa chúng ta đấy. Rồi cái việc mà lo cho người quá cố, việc cúng, việc dỗ, việc chạp của họ cũng rất là trọn vẹn. Mâm cao cổ đầy để nhớ tới người đã ra đi. Rồi họ có một cái tập tục chúng ta thấy hơi có vẻ lạ lạ đấy, đó là gửi đồ mã cho những người đã chết. Tôi có cái anh bạn thân không có đạo, ngày giỗ nào của mẹ anh ta cũng lên mồ của mẹ và đốt từng tờ vé số gửi xuống cho mẹ mình. Tại sao làm như vậy? Ngày xưa mẹ mình ở trên thế gian cả cuộc đời bán vé số, bây giờ không có đổi cái nghề khác cho bà đi, tiếp tục gửi vé số xuống cho bà bán nữa. Rồi có nhiều người thì mua, hồi xưa chồng còn sống, đạp xích lô, làm một chiếc xích lô gửi xuống dưới đấy. Ngày xưa chạy xe ôm thì làm một chiếc xe ôm gửi xuống dưới đấy. Họ cần cứ tin rằng người chết và người sống giống nhau. Nhiều khi chúng ta nhìn cái công việc làm của họ đấy, chúng ta cho rằng đấy là mê tín dị đoan. Nhưng mà xin thưa anh chị em, đấy là cái nghĩa, cái tình của người sống dành cho những người đã quá cố, để nhớ đến người ra đi của một thở nào khi họ còn sống. Đối với người Vĩnh Lương thì cái việc nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ như người quá cố và lo cho những cái con người ấy là một cái điều mà chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải học hỏi. Họ lo rất chu đáo, rất trọn vẹn. Và bây giờ chúng ta nhìn về cái chữ hiếu của chúng ta đối với những người quá cố như thế nào. Xin thưa chị em và các bạn, chắc chắn rằng đạo của chúng ta không phải là cái đạo bất hiếu bất nghĩa, không phải là cái đạo bỏ ông bỏ bà đâu, mà ngược lại là đằng khác. Vì xin thưa, không có bất cứ một đạo nào trên thế giới này thạo hiếu với ông bà cha mẹ như đạo Công giáo của chúng ta. Tại vì sao? Đó là điều răn từ ngàn xưa Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta rồi. Điều răn thứ tư trong 10 điều răn Đức Chúa Trời: ngươi phải thạo kính cha mẹ. Đằng sau cái việc thạo kính thờ vượng Thiên Chúa là kế bên là thạo kính đối với ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta. Rồi trong sách Huấn Ca còn nhắc lại lời Chúa: kẻ nào trọng kính cha được xóa lỗi lầm, kẻ nào tôn kính mẹ khác nào tích trữ một kho tàng. Rồi trong thư của Thánh Ê-phê-sô, của Thánh Phao-lô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô lại viết rằng: đạo làm con phải thạo kính quý cha quý mẹ. Đó là những lời mà Chúa dạy chúng ta từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta, giáo hội của chúng ta sống những lời dạy ấy như thế nào? Chúng ta lại nghe một lời của giáo hội nói như thế này: ngay từ những ngày đầu tiên của Kitô giáo, giáo hội lữ hành đã kêu gọi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố. Việc cầu nguyện cho những người quá cố được giải thoát, đấy là một việc làm lành thánh. Lời của giáo hội như một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng có những con người đã ra đi trước chúng ta. Họ chưa về quê hương vĩnh cửu. Họ đang ở đâu? Họ đang dừng chân ở ngưỡng cửa của hy vọng, chờ đợi lời nguyện cầu và những việc lành phúc đức của chúng ta dành cho họ. Do đó mà chúng ta, việc báo hiếu của chúng ta hết sức tuyệt vời. Xin thưa anh chị em, có cái đạo nào giống như đạo chúng ta? Ngày nào trong thánh lễ anh chị em cũng nghe lời của Chúa tế đọc đấy: cầu nguyện ông bà cha mẹ những người thân đã ra đi được sớm hưởng nhân thánh của Thiên Chúa. Rồi cái ngày mùng 2 Tết là cái ngày dành đặc biệt để kính nhớ ông bà tổ tiên. Và suốt tháng 11 này giáo hội dành đặc biệt cho các đặng linh hồn. Và chúng ta làm cái công việc ấy với tất cả sự tri ân thành kính, qua cái việc đọc kinh, dâng thánh lễ, xin lễ. Tôi lại nhớ một cái câu chuyện nhỏ nhỏ. Một hôm có một anh thanh niên bán vé số đến và nói với tôi như thế này: thưa cha,
con mồ côi cha mẹ. Con ở trên thế gian này mà con còn mồ côi cha mẹ thì chắc rằng các linh hồn ở dưới đó cũng mồ côi nhiều lắm phải không cha? Con xin cha cầu nguyện cho con hai ý lễ. Ý lễ thứ nhất là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Ý lễ thứ hai xin cha cầu nguyện cho cha mẹ của con. Nhưng mà bây giờ con không có tiền, hôm nào con bán vé số có tiền con xin lễ cha sau. Như vậy là xin lễ chay đó anh chị em. Nhưng mà nghe cái lời xin lễ của anh chàng thanh niên nghèo này, lòng tôi bỗng trùng xuống. Tôi nói với anh ta, từ nay về sau và suốt đời cha sẽ dâng lễ đặc biệt cho cha mẹ của con. Anh chị em thân mến, thánh lễ là vô giá, làm sao có thể lấy tiền lấy bạc mà so sánh. Nhưng hãy làm sao đấy lòng của chúng ta đừng quên những người quá cố, đó là tổ tiên, là ông bà, là cha mẹ, là những người thân yêu của chúng ta đang chờ đợi chúng ta đêm ngày dưới lửa luyện ngục. Cộng đoàn thân mến, cách đây 2 năm khi mà tôi đi giảng cho giới trẻ ở ngoài Phan Thiết, một buổi chiều các bạn trẻ đưa tôi đi thăm một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa này là của những người lính hầy ngày xưa đã tử trận, và vì xa gia đình không có được đưa về quê, do đó được an táng tại cái ngọn đồi này. Và cái nghĩa địa ấy có một cái tên rất là hay, cái tên là đồi Sim Tím. Tại sao là đồi Sim Tím? Dường như rằng muốn nói lên rằng tím ở đây là tím cả rừng chiều, tím ở đây là tím chiều hoang biển biệt, cái nỗi nhớ, cái nỗi mong tìm về với người thân yêu. Tôi dừng chân bên nghĩa địa, nghe những cành cây lao xao trước gió, lòng tôi dường như cảm ra, dường như nghe ra những lời nhắn nhủ của những con người nằm dưới nấm mồ điều hiu và lạnh lẽo này. Tôi nghe ra có 3 lời. Lời thứ nhất như là một lời van xin: từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, những linh hồn ấy đang chờ đợi Thiên Chúa, dụ lòng xót thương, những linh hồn ấy đang chờ đợi lời nguyện cầu của chúng ta. Và lời nhắn nhủ thứ hai như muốn nói với chúng ta rằng đời người sống gửi thác về. Ngày xưa những cái con người nằm dưới nấm mùa ấy cũng giống như tôi và anh chị em các bạn vậy, cũng sống cho cuộc đời này, cũng ăn, cũng uống, cũng vui chơi, ngủ nghỉ. Nhưng ngày hôm nay họ đi về với lòng đất lạnh rồi. Người mẹ đất đã giang vòng tay ôm họ để đưa họ về với cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Đời của chúng ta đó anh chị em. Và lời nhắn nhủ thứ ba: cái nấm mồ này nơi tôi đang nằm đây, ngày mai là tới phiên của anh, của chị sẽ xuống dưới đấy. Cái nấm mồ đình mệnh này được gọi là chiếc hố của đình mệnh, mà từ ngàn xưa tới ngày hôm nay không có bất cứ một ai có thể nhảy qua được cái chiếc hố rất ngắn, rất hẹp ấy. Ngày mai kia đến lượt tôi, anh chị em sẽ rơi xuống chiếc hố định mệnh ấy. Từ 3 lời nhắn nhủ đấy, tôi lại thấy có 2 suy nghĩ gợi lên trong lòng mình. Suy nghĩ thứ nhất, đời chúng ta mong manh, sống đó rồi chết đó. Suy nghĩ thứ hai, làm sao chúng ta biết tận dụng cái cuộc đời ngắn ngủi này, đừng lãng phí thời gian vào cuộc sống trần thế, nhưng ngay từ hôm nay chúng ta biết chuẩn bị cho chuyến đi mai ngày của chúng ta. Anh chị em và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cùng với nhau với tất cả sự sốt sắng và chân thành, chúng ta dâng thánh lễ này. Chúng ta hãy thắp lên một nén hương lòng để dâng lên Thiên Chúa như một lời nguyện cầu cho linh hồn của những người quá cố thân yêu của chúng ta sớm được siêu thoát. Chúng ta lại thắp lên một nén hương lòng để tri ân cảm tạ cái nghĩa, cái tình của những người đi trước đã dành cho chúng ta.
chúng ta lại thắp lên một nén hương lòng để chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta ngay trong cuộc sống hôm nay biết nhận ra cái khúc rẽ định mệnh của đời mình, đó là cái chết, để ngay từ hôm nay chúng ta biết đặt niềm tin vào một Thiên Chúa, Ngài là đấng hằng sống, bởi vì ai tin vào Chúa sẽ được sống và sống. Amen. Và anh chị em và các bạn trẻ thương mến, trong cuộc sống con người của chúng ta có hai điều mà ai trong chúng ta cũng phải quan tâm. Thứ nhất đó là sự sống, thứ hai là cái chết. Sống và chết luôn đi với chúng ta. Sống thì ai cũng thích cả, còn chết thì ai cũng sợ. Bằng chứng là mấy hôm nay dịch corona, ai nghe cũng hoảng sợ. Con vi trùng này mà nó vào phổi rồi thì vô phương cứu chữa, chết. Nghe những người nhiễm virus corona rồi chết, chúng ta cảm thấy cũng đau đớn, và riêng bản thân mình cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cách đây cũng khá lâu, tôi dâng lễ tang tại gia cho một cô gái qua đời ở tuổi 22. Tôi đứng trước quan tài nhìn tấm di ảnh của cô gái này, gương mặt rất trẻ, rạng ngời. Tôi nghĩ đẹp như thế này tại sao lại chết? Rồi tôi nhìn cái gương mặt nằm trong quan tài chưa đậy nắp, tôi hết hồn. Một gương mặt đã chết rồi, nhưng thưa anh chị em, còn phảng phất một nỗi sợ hãi và ngạc nhiên. Tại sao tôi lại chết? Da mặt của cô gái này hoàn toàn biến dạng, trở thành màu tím tái, màu của xác chết, màu của tro bụi. Mùa chay lại về với chúng ta. Chúng ta nghe lời của Chúa nói chúng ta nhiều lắm, hãy nhớ là tro bụi sẽ trở về với bụi trong kiếp người của chúng ta. Tôi vẫn thích ngân nga bài hát của Trịnh Công Sơn, viết về thân phận con người. Tuy là một bài hát rất xưa, nhưng mà rất gần gũi với chúng ta. Hạt bụi nào hoa kiếp thăm tôi, để một mai tôi trở về làm cát bụi, ôi cát bụi phần người. Vỗ tay. Thường tôi hát bài này là hát hết bài người ta mới vỗ tay, mà thường cái tôi hát bài này cũng không có ai vỗ tay cả. Trở về cát bụi buồn lắm anh chị em ơi, ai mà vỗ tay? Trong cái quan niệm của người của chúng ta, chết là thể xác, nó theo định luật phân hủy, biến dạng, thối rữa, tan nát. Nhưng mà trong niềm tin của chúng ta, chết không phải là chấm hết, mà chết là một sự biến đổi. Trong Thánh Vịnh có nói với chúng ta, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Hôm nay Chúa Giêsu biến hình trên đũi nước thiên Tabore, một lần nữa giúp cho chúng ta xác tín về điều ấy. Trong giây phút này, tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng dừng lại với bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai mùa chay, một lần nữa để chúng ta sống lại biến cố, biến hình kỳ lạ của Chúa Giêsu.
Tin mừng hôm nay ghi lại rằng Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín theo Ngài đi lên một ngọn núi cao có tên gọi Ta-bô-rê. Trời đã về chiều, thầy và trò đang đi lên. Đỉnh núi thiên Ta-bô-rê ngày hôm nay nó vẫn còn đó. Nói về mặt địa lý là có thực. Nhưng mà chúng ta nhìn về cái bậc niềm tin và tâm linh đi lên ngọn núi, đi lên cao. Lòng con người phải hướng về chiều kích trên cao. May ra mới gặp một vị Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi quyền phép. Trong khi bóng chiều tà phủ ngọn núi thiên Ta-bô-rê, Chúa Giêsu quỳ gối và cầu nguyện. Điều gì đã xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta đừng coi thường cái việc cầu nguyện. Chúng ta thấy bên tòa thánh Đức Giáo Hoàng đang cầu nguyện cho đại dịch Corona. Tại Tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta, Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi làm tuần cửu nhật 9 ngày, có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho đại dịch đáng sợ này. Giáo hội luôn luôn đi là con đường của Chúa Giêsu đi lên núi cao, hướng tâm hồn mình lên cao, sống việc cầu nguyện. Trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện, điều gì đã xảy ra? Thưa anh chị em, với Thiên Chúa không gì là không thể, nhất là khi có người làm điều tốt đẹp. Trước đây tôi không phải là tiên tri, nhưng cái thời mà IS là cái nhóm khủng bố cực đoan bắt con tin là chặt đầu, giết người hàng loạt, ôm bom vào những cái chỗ đông người để nổ tan xác hết. Nhưng mà tôi vẫn cứ nói trong xác tín, một ngày nào đấy nhóm IS này sẽ bị tận diệt. Đúng thôi, làm điều ác thì phải trả lẽ. Thưa anh chị em, cho nên khi chúng ta làm điều tốt, chúng ta sống tâm tình cầu nguyện với Chúa, thì chắc một ngày gần đây sẽ có thuốc để trừ cái con virus đáng sợ có tên gọi Corona. Chúa Giêsu cầu nguyện, điều gì xảy ra? Tin mừng là ghi tiếp rằng lúc bấy giờ Ngài biến đổi hình dạng, dung mạo của Ngài sáng như mặt trời, y phục của Ngài trắng tinh như ánh sáng. Chúng ta thấy cái lời đó đang hướng cho ta nhìn về Đức Giêsu. Ngài là ai vậy? Chúng ta thấy cái từ ánh sáng, ánh chớp rồi mặt trời để diễn tả đó là cảnh vực thần linh, diễn tả Đức Giêsu Ngài đang trở về với căn tính của mình. Ngài chính là Thiên Chúa. Cái biến đổi Chúa Giêsu không phải là chỉ gương mặt, nhưng mà toàn bộ con người của Ngài. Mà Thánh Phaolô diễn tả rất hay cái cuộc biến hình này. Thánh Phaolô viết rằng trong con người Đức Giêsu là hình dạng của một vị Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Ta có thể nói Chúa Giêsu đang ra khỏi cái thế giới con người bình thường của chúng ta mà Ngài nhập thế để Ngài bước chân trở về với cảnh vực của thần linh. Cảnh vực thần linh đó là gì? Chúng ta thấy trong Bần ghi rất rõ ràng, có ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Ngài. Môsê, Elia là hai nhân vật vĩ đại trong Cựu Ước. Môsê và Elia đã sống trước Chúa Giêsu hàng ngàn năm về trước, nhưng vẫn còn đang sống bởi vì các ngài đã bước chân vào thế giới của sự bất tử, đang đàm đạo với Chúa Giêsu. Và cái cảnh vực thần linh còn có gì nữa? Thưa anh chị em, có nhiều người nói không biết thiên đàng là cái gì hết. Các vị thánh diễn tả thiên đàng là gì? Là nơi hạnh phúc mà không có ngôn từ nào của con người có thể diễn tả được. Bây giờ chúng ta thấy một sự mạc khải có biến cố biến hình. Cảnh vực thiên đàng đó còn là gì nữa? Xin thưa, một đám mây sáng ngời bao phủ lấy các ngài. Rồi từ trong đám mây có tiếng phán rằng: đây là con của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời của ngài.
Thưa anh chị em, Thiên Chúa Cha Mạc Khải Đức Giêsu là người con một của Ngài, tỏ cho chúng ta biết Đức Giêsu Ngài là Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa được tin mừng mời chúng ta nhìn lên để nhìn về một cảnh vực thần thiên mà chắc hẳn rằng trong cuộc đời của chúng ta ai cũng mơ về cái cõi đi về đấy. Cõi đi về trên cao. Chúng ta lại trở về với những con người vừa chứng kiến cảnh tượng này, đó là các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta nhìn xem cái tâm trạng của những cái con người này như thế nào. Thưa anh chị em, tin mừng ghi cho chúng ta cái tâm trạng các môn đệ hôm nay, đó là những điều mà chúng ta cũng mang lấy trong hành trình niềm tin của chúng ta. Trước nhất, các ngài hoảng sợ. Hoảng sợ vì sao? Đụng chạm ở một cái gì nó thiên thánh, không diễn tả được bằng lời, nhưng sợ hãi. Giống như Bernadetta lần đầu tiên được gặp Đức Mẹ tại hang đá Lộ Đức, cô bé hoảng sợ. Đụng chạm một cái gì mình không giải thích được, cái gì nó ở trên cao, nó không thuộc cái phạm trù trần gian này, cho nên hoảng sợ. Nhưng mà khi nhận diện ra được rằng Đức Giêsu là ai, ta thấy các ngài, các tông đồ như thế nào, ngã sắp mặt xuống đất. Cái tư thế con người quỳ gối sắp mặt xuống đất là tư thế của tạo vật thờ phượng tạo hóa, là Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật mà bao lâu nay con người tìm Ngài và thờ phượng Ngài. Thêm một cái tâm trạng các môn đệ đó là gì? Các ngài sung sướng, hạnh phúc bởi vì các ngài được chạm vào cái thiên thánh trong cuộc đời của chính mình. Đức Giêsu là Thiên Chúa, qua Đức Giêsu ánh sáng rực rỡ là thiên đàng vĩnh cửu. Thưa anh chị em, Thánh nữ Teresa Avila, khi mà ngài sắp qua đời, ngài được một bà nhà giàu tặng cho một cái viên ngọc quý lắm, nó có thể chiếu ra 7 sắc màu. Mà bà nhà giàu này nói á, nữ tu chỉ cần cầm viên ngọc này lên là không có sợ chết mà sẽ muốn sống. Thánh nữ Teresa Avila cầm viên ngọc nhìn, nhưng bà trả lại cho bà nhà giàu và ngài nói: không, không có gì quý hơn thiên đàng. Tôi đã được thấy thị kiến thiên đàng thời gian bằng một kinh lạy cha, nhưng đó đủ là hạnh phúc cho cuộc đời của tôi. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu biến hình trên đỉnh núi Thiên Ta-bô-rê để ngài nói với chúng ta, Giêsu không chỉ là một con người tầm thường của làng quê nghèo Nazareth, không chỉ là một gã thợ mộc lôi thôi lết thớt, mà ngài còn là một vị Thiên Chúa trên cao, nhập thể trong thân phận con người, đưa đường dẫn lối để con người vượt qua cảnh vực trần gian này mà chạm tới cái thiên thánh của cuộc đời con người chúng ta. Điều thứ hai, qua biến cố hôm nay nhằm ghi lại một dấu ấn không phai trong lòng trí các thánh tông đồ, để các ngài không chỉ dừng lại trên đỉnh núi Thiên Ta-bô-rê nhưng xuống núi đi vào trong cuộc đời, sống và làm chứng cho tin mừng cứu độ của Đức Giêsu. Anh chị em thân mến, trong các vị thánh nữ, tôi vẫn thích thánh nữ Bernadetta, một vị thánh không có học vấn, một vị thánh nhà rất nghèo, chỉ có lòng đạo đức. Chắc rằng không có vị thánh nào được diễm phúc như ngài, vì ngài được gặp Đức Mẹ 18 lần. Tôi đọc lại 18 lần Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadetta, lần nào cũng hay, cũng ý nghĩa. Nhất là lần cuối cùng, tức là lần thứ 18. Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu hoàng hôn buông xuống, Bernadetta lúc bấy giờ là một cô bé 14 tuổi thôi. Lòng của cô bé Bernadetta dường như có một sự lôi kéo thúc hối,
Cho nên cô vội lấy cái nón rồi chạy ra hang đá, dường như Đức Mẹ đang mời gọi. Ra tới hang đá thì đã có nhiều người quỳ gối và cầu nguyện. Tuy rằng không ai trong 18 lần Đức Mẹ hiện ra đều thấy Đức Mẹ, họ chỉ nghe nói và họ nhìn cái cách mà khi Benita đang diện kiến với Đức Mẹ, họ tin rằng có Đức Mẹ đang đứng trong hang đá. Cho nên họ quỳ gối lần chuỗi rất đông ở đó rồi. Benita xuất hiện, cô bé tiến đến gần hang đá, bỏ nón ra, quỳ gối và cầm tràng chuỗi. Lúc nào cô bé này cũng lần hạ cái thưa anh chị em, tôi vẫn cứ nghĩ thế này, cô bé Benita là một cái cô bé không được cái diễm phúc gì của cuộc sống thế gian cả. Bám vào Chúa, bám vào Đức Mẹ, niềm vui duy nhất của cô bé là tràng chuỗi mân côi. Cái mùa này là mùa chay nè, cái mùa này là cái mùa đại dịch, chúng ta càng phải hướng về Đức Mẹ. Sau khi lần một chuỗi mân côi, người ta đang để ý xem cô bé này như thế nào. Mắt cô bé bắt đầu sáng lên, tay cô bé giang ra và chạy tới, dường như rằng cô bé đang gặp người mẹ ruột của mình vậy. Cái hình ảnh hết sức là thân thương, xúc động. Benedetta chạy gần tới hang đá. Cô nhìn Đức Mẹ không chớp mắt. Anh chị em, tôi nhìn xuống anh chị em chừng cỡ mấy giây rồi tôi chớp mắt rồi. Anh chị em nhìn tôi cũng chớp mắt thôi. Benedetta nhìn Đức Mẹ không chớp mắt. Đó là một hiện tượng mà bên y học không, khoa học không giải thích được. Nó có cái linh thiêng, linh thánh can thiệp vào trong cuộc đời của người. Và gương mặt Benita rạng rỡ một niềm vui. Sau này cô bé kể lại, hôm đó tôi thấy Đức Mẹ đẹp hơn những lần trước, rạng rỡ hơn những lần trước. Nụ cười Đức Mẹ xinh đẹp và hiền diệu xiết bao. Hôm đó Đức Mẹ chỉ cười với tôi, Đức Mẹ không nói gì. Rồi Benita dường như muốn diễn dịch nụ cười của Đức Mẹ, muốn nói rằng, con ơi, ta hài lòng về con ngoan lắm, con siêng năng lần chuỗi lắm. Con đã đáp lời mời gọi của ta ra hang đá này để ta được gặp 18 lần. Đó là lần hiện ra cuối cùng. Lát sau Đức Mẹ biến mất. Bên ta nói trong đầu mình rằng, chắc là lần này lần cuối mình sẽ không còn gặp được Đức Mẹ nữa. Thưa anh chị em, từ ngày gặp Đức Mẹ lần cuối rồi, cuộc đời của Benita hoàn toàn thay đổi. Từ bỏ thế gian, dâng mình cho Chúa. Tôi nhớ hai cái lời nói của vị thánh này rất hay. Ngài nói về Đức Mẹ, Đức Mẹ xinh đẹp, Đức Mẹ lộng lẫy. Nếu ai mà được thấy Đức Mẹ một lần thì chỉ mong được mau chết để được về thiên đàng gặp Đức Mẹ. Lời thứ hai, Benita nói, tôi yêu Chúa Giêsu lắm. Ngoài Đức Giêsu không có gì cả. Tôi yêu Đức Giêsu lắm. Nếu như tôi có vinh dự, danh dự gì, đau khổ gì, thì tất cả không lôi tôi xa Đức Giêsu của tôi. Cuối đời một cây thập giá trên tay, một tràng chuỗi trên tay. Tôi đọc cái phút giây hấp hối của Ngài rất lạ lùng. Thường thường chúng ta thấy những người hấp hối, người ta không nói gì nữa, chờ thở hắt hơi ra rồi chết. Đằng này Ngài hấp hối, yếu lắm rồi, bỗng dưng Ngài mở mắt ra và la to lên, à, thì người ta biết rằng Ngài đã thấy Đức Mẹ. Trên môi miệng của Ngài đã đọc lên lời kinh gắn với cuộc đời của mình: Thánh Maria, mẹ của Chúa Trời, cầu cho con với. Chưa ai thấy người đọc to như vậy, và chưa thấy một người hấp hối nào có thể đọc mạnh, đọc rõ như vậy. Ngài nhắm mắt và ra đi. Thưa anh chị em, cuộc đời của thánh nữ Benedetta đã biến đổi ngay trong lòng cuộc sống. Cho nên Ngài đã qua đời trên 100 năm, thể xác Ngài vẫn nguyên vẹn, không trở về với bụi tro. Chúng ta đang bước vào mùa chay thánh. Thưa anh chị em, tôi vẫn gọi nôm na mùa chay là sự biến đổi
tận căn mỗi con người của chúng ta. Tự chúng ta không biết biến đổi, và biến đổi như thế nào. May mắn Thiên Chúa trang bị cho chúng ta những phương thế biến đổi của mùa chay thánh. Thứ nhất, đó là ăn chay. Đừng quên ăn chay, thưa anh chị em, giúp chúng ta hạ mình ép sát, tập luyện để chúng ta có thể chiến thắng lại những cám dỗ, những chu ngủ của thế gian, của ma quỷ và của xác thịt. Phương thế thứ hai, cầu nguyện. Cầu nguyện để chúng ta nâng mình lên tới Chúa, để có ân sủng quyền năng và tình yêu của Chúa nâng đỡ chúng ta, vì chúng ta là những con người yếu đuối. Phương thế thứ ba, bố thí. Chúng ta đừng nghĩ một cách nôm na bố thí là đem tiền, đem gạo chia sẻ cho những người nghèo trong những ngày mùa chay thánh. Bố thí ở đây là đang mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình, hướng lòng về tha nhân, trong một tình yêu, trong một lòng mến, trong một sự quảng đại và thứ tha. Lạy Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin giúp cho chúng con trong những ngày mùa chay này quyết tâm thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống của chúng con cho xứng với lời truyền dạy của Thiên Chúa Cha. Các con hãy vâng nghe lời của Ngài. Amen. Các bạn trẻ thân mến, linh mục nhạc sĩ Thành Tâm có viết một nhạc phẩm khá hay và ý nghĩa, đó là bài Vào Đời. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. 2000 năm về trước, Chúa Giêsu bỏ trời bước vào cuộc đời. Ngài loan đi một tin vui cho nhân thế, Ngài loan đi một tin mừng cứu độ cho nhân loại tội lỗi. 2000 năm đã đi qua, chúng ta nhìn lại tin mừng của Đức Kitô, dường như vẫn còn đó rất nhiều người chưa đón nhận. Do đó hôm nay một lần nữa chúng ta lại nghe lời hiệu triệu của Đức Giêsu: hãy lên đường, hãy ra đi, hãy làm một cái gì cho trời cao và cho cuộc đời trần thế này. Một linh mục nhạc sĩ khác lại viết rằng: từ khi tôi được sinh ra, tôi cất tiếng khóc chào đời, thì Chúa đã gọi tôi, sai tôi đi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài có một lời rất hay: này anh chị em, hãy ra khỏi chính mình, hãy ra khỏi ngôi nhà của mình, mà ra đi, mà lên đường. Và lời hiệu triệu Đức Thánh Cha Phanxicô Đương Kim cũng là cái lời tóm lại chính lệnh truyền của Chúa Giêsu hôm nay. Hôm nay Chúa Giêsu sai 12 môn đệ lên đường, đi vào trong cuộc đời. Và lệnh truyền của Chúa Giêsu hôm nay chúng ta có thể tóm lại với 3 chỉ thị. Chỉ thị thứ nhất: khi lên đường, anh em đừng mang theo tiền bạc lương thực, đừng mặc hai áo. Chỉ thị đó có nghĩa là gì? Nếu Đức Giêsu là cái con người đi vào trong cuộc đời, sống cuộc sống khó nghèo, Ngài mang tin vui cho người nghèo, thì môn đệ của Ngài cũng phải như vậy. Môn đệ của Đức Giêsu, hay nói cách khác, giáo hội của Đức Giêsu phải là một giáo hội của người nghèo. Tin vui đến cho bạn nghèo. Một nhà tu đức học có nói: cuộc đời của chúng ta phải như một chiếc bình đổ hết nước đi. Thứ nước đây là thứ nước của cải vật chất thế gian. Nếu nó đầy bình thì làm gì có sự giàu sang của trời cao có thể đổ đầy qua Đức Giêsu Kitô. Trở nên nghèo có nghĩa là chúng ta nhẹ nhàng với vật chất, thanh thoát với của cải, để chúng ta mới có thể đi tiếp cái chỉ thị thứ hai của Đức Giêsu: anh em hãy sức giàu cho những người ốm đau, xua trừ quỷ dữ. Có nghĩa là gì? Chúng ta đến và chia sẻ một sự bình an cho những nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải đứng về phía chân lý và sự thật, xua trừ sự dữ, sự ác là quỷ dữ.
chỉ thị thứ ba của Đức Giêsu: khi vào trong thành nào, nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho họ. Thưa anh chị em, lời này nhắc cho chúng ta, trước khi chúng ta đón lấy thánh thể Đức Giêsu vào trong lòng của chúng ta làm gì? Anh em, chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đừng đem cái bất an đến cho đồng loại của mình, mà hãy là một sự bình an. Cái bình an này không phải là thứ bình an nhất thời tạm bợ của cuộc đời, mà là bình an được ban từ Đức Giêsu trỗi dậy từ trong cõi chết. Thứ bình an thế gian không thể ban tặng, thứ bình an không ai có thể lấy mất được. Nhưng nếu như nhà nào, thành nào không đón chào anh em, thì hãy rũ bụi chân đi và lên đường đi đến thành khác. Chúa dạy chúng ta giống như Ngài, chúng ta được tạo dựng để giống hình ảnh Thiên Chúa. Đó là gì? Sự tự do. Chúa tôn trọng tự do của con người, chúng ta cũng tôn trọng tự do của người khác. Nếu họ đón lấy tin mừng sự bình an của Đức Kitô, đời của họ sẽ được bình an, được cứu rỗi. Còn khước từ, hãy tôn trọng sự tự do, lên đường tiếp tục hành trình loan tin mừng cứu độ cho nơi khác. Anh chị em thân mến, công việc loan báo tin mừng là công việc của trời cao. Chúng ta chỉ là những công cụ, những khí cụ nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta hãy biến cái cuộc đời mình trở thành một chút ánh sáng của bình an, của hy vọng. Bởi vì khi chúng ta đón nhận lấy tin mừng của Chúa, thì chúng ta phải trở thành những con người của tin mừng, của sự bình an. Cuối thánh lễ, linh mục chủ tế thay mặt Chúa Giêsu nhắc chúng ta điều gì? Lễ xong rồi đó anh chị em, lên đường bình an. Có nghĩa là chúng ta lên đường mang sự bình an chúng ta đón nhận từ nơi Chúa cho tha nhân, cho những người chưa nhận biết chân lý và tình thương cứu độ của Đức Giêsu. Cách đây 2 tuần, tôi đi giảng cho một nhà dòng nữ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong nhà nguyện của nhà dòng có dán mấy tấm hình. Nhìn mấy tấm hình đó, thú thực thưa anh chị em, tôi thấy con người của chúng ta tại sao độc ác quá sức. Ngay những chị em của cái dòng này đang truyền giáo và phục vụ tại một số nước châu Phi bị nhóm Hồi giáo IS trói tay rồi chặt đầu. Có người thì trói tay bắn. Và dưới cái tấm hình đó ghi lên rằng: xin mọi người hãy nhớ đến chị em của chúng tôi. Nhưng mà cách đây mấy hôm, chúng ta nghe một cái tin rúng động cả nước Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng cả thế giới. Một gia đình có 6 người bị giết bằng cách cắt cổ. Tôi đọc ở trên báo, đọc trên mạng thì người ta phân tích đó, thà giết người bằng chặt đầu nó đau nhưng mà nó nhanh lắm, hay là bắn người ta một phát vô đầu nó độc ác nhưng giúp người ta chết nhanh. Đằng này cắt cổ thì thưa anh chị em, nó lâu chết, chết trong đau đớn, tay chân bị trói hết. Tôi chưa có bị cắt cổ thì tôi không biết nó đau như thế nào. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta thấy cái hành vi cử chỉ của sự độc ác đó, chúng ta cũng nổi da gà. Một gia đình mà chết 4 người, vợ chồng, 2 đứa con và 2 đứa cháu, tức là 6 người. Mà cái đứa bé gái có 12 tuổi hình như chạy thoát, chạy ra ngay cổng, cũng bị chặn lại cắt cổ. Một sự độc ác tàn bạo dã man. Mấy ngày hôm nay nếu đi mua báo, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ thì đắt như tôm tươi. Bởi vì họ viết về cái sự kiện này, cái biến cố này, nó là một cái tin giật gân, mà ai là con người đọc lên chúng ta cũng phải quan tâm cả. Thường thì các báo dựa vào các sự kiện để viết báo mà bán cho chạy. Họ không phân tích cái lý do tại sao nó có cái hành vi độc ác. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu người ta phân tích, các nhà tâm lý vào cuộc và cho rằng những cái con người mà tàn bạo này đó là những người biến thái, những người đột biến gen với ác độc như vậy. Chúng ta cắt cổ một con gà chúng ta đã tội,
đây cá cổ một mạng người mà sáu mạng người. Nhờ có nhà báo thì cho rằng những con người này bị ảnh hưởng phim bạo lực của Mỹ, có không đúng đâu anh chị em. Nhưng mà tôi tìm ra cái câu trả lời. Một đại thi hào của nước Nga, ông viết như thế này: nếu con người không tin có Thượng Đế thì con người sẽ làm chủ lấy mình. Một khi con người làm chủ lấy mình thì con người sẽ không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào, dẫu là độc ác nhất, để dành cho nhau. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta tin rằng có một Thiên Chúa sẽ xử chúng ta đời sau. Do đó chúng ta sợ, chúng ta không dám đổ máu đồng loại của chính mình. Một triết gia Pháp thì nói rằng một xã hội không có tôn giáo giống như một con người không có linh hồn. Con người chúng ta mà không có linh hồn thì không khác gì loài cầm thú giả thú ở trong rừng sâu. Thưa anh chị em, nhà lãnh đạo của đất nước Ấn Độ trước đây được gọi là Thánh Gandhi, ông không có niềm tin vào Đức Kitô, ông không có đạo như chúng ta, nhưng ông rất là thích cuốn Tin Mừng của Đức Kitô. Ông viết như thế này: nếu mọi người công giáo trên thế giới sống đúng như Tin Mừng Đức Kitô thì thế giới này chỉ còn là người công giáo. Do đó cái vấn đề chứng từ, chứng tá, chứng nhân rất giá trị. Do đó mà việc Chúa bảo chúng ta đi loan báo Tin Mừng có nghĩa là chúng ta lên đường làm chứng cho Chúa qua cuộc sống của mình. Chiều hôm nay tôi đến sớm, tôi đi vào trong ngôi nhà thờ cổ kính này, quỳ một mình bên phía phải của cung thánh. Tôi thấy có vài người, lác đác một vài người cũng vào sớm trong ngôi thánh đường. Thưa anh chị em, chúng ta cần có những phút giây lắng động, nhìn lại cuộc đời, nhìn lại niềm tin, nhìn lại sứ mạng Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta có thực hiện hay không? Trước khi chào thánh thể xong, sau khi chào thánh thể xong, tôi nhìn ở cái góc bên phải của thánh đường. Thưa anh chị em, ở đó toàn là các thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Lộc, Thánh Matthew Gẫm, các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đó. Không hận thù, không trả thù, chấp nhận dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô. Những đao phủ giết các vị thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta run tay lên, vì họ làm một điều độc ác. Còn các vị thánh tử đạo của chúng ta biết rằng mình sẽ chết, cũng đau đớn, cũng sợ hãi, nhưng nơi các ngài có sự một sự bình an của Đức Kitô. Anh chị em thân mến, chúng ta môn đệ của Đức Kitô, chúng ta con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình, làm cho lời truyền của Đức Kitô đi qua cuộc đời của chúng ta đến với mọi người. Hãy mang Tin Mừng của tình yêu, của sự bình an, của hy vọng đến cho nhân loại còn bất an, còn độc ác tội lỗi này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời của Chúa thắp sáng quả lòng của chúng con, để chúng con giữ đạo không chỉ cho riêng mình mà giữ đạo cho mọi người, cũng như chúng con nhận biết Chúa, quay về với Chúa để xứng đáng hưởng hạnh phúc nước thiên đàng là vương quốc của tình yêu vĩnh cửu. Amen. Hôm qua tôi đi giảng xong, tôi ra ngoài sân nhà thờ, có một vài anh chị em đến, có người thì khen tôi, có người thì góp ý với tôi: cha giảng sao nhỏ thế? Tôi nói cái tiếng của tôi nó chỉ có bấy nhiêu à, nói to không có được. Với lại thưa anh chị em, cái ngôn ngữ của tình yêu không bao giờ nói lớn được. Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa nói với dân của Ngài như thế nào: ta sẽ đưa ngươi đi vào trong hoang địa, ở cõi thinh lặng mênh mông ấy ta sẽ thủ thỉ với lòng ngươi. Ở trong hoang địa là nơi yên lặng rồi, vậy mà Thiên Chúa đâu có nói lớn đâu: thủ thỉ với lòng ngươi. Ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ không lời. Hôm nay giá như tôi có nói nhỏ, anh chị em thông cảm nha. Như vậy tôi nói như thế này nghe được chưa? Vừa không? Hay là to chút nữa? Nếu mà to chút nữa thì mời ông Châu Phượng tới ông giảng cho rồi. Ông Châu Phượng thì tiếng của ngài to lớn lắm, khỏe lắm. Nhưng mà tiếng của tôi á, thì người ta nói như thế này:
Tiếng cha ấm như hơi thở con nghe để nhớ suốt đời. Bữa nay sao chưa nói vỗ tay là vỗ tay ồ ào. Cảm ơn chị em. Hôm qua cũng có người nói với tôi á, cha nói thế tội nghiệp quá sức. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát một bài 8 triệu, cha hát chay mà không vỗ tay sao? Hôm nay thì có người nói với tôi, hát nhiều lên cha ơi, hát trọn bài chứ cha đừng có chơi tình khúc nữa. Vậy thì tôi ra đây làm ca sĩ cho rồi, nhưng mà không, tôi muốn làm tu sĩ thôi. Anh chị em thân mến, ta biết cái ông vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ông vua Bảo Đại cũng giỏi lắm, cũng tài năng lắm, nhưng mà là ông vua không gặp thời. Người ta nói đến thời của vua Bảo Đại, vận khí của nhà Nguyễn chấm dứt sau khi kéo dài gần 200 năm. Vua Bảo Đại lắm tài mà cũng nhiều tật. Ông có cái tật thứ nhất là tật xa hoa. Từ cái dọc dài của dãy đất Việt Nam hình chữ S của chúng ta, cái chỗ nào mà có cảnh đẹp, vua Bảo Đại đều cho xây những biệt điện cho riêng mình. Nếu như chúng ta ra Mũi Né Phan Thiết thì còn thấy cái lầu ông Hoàng đứng chơ vơ. Trong cái nhạc phẩm Hàng Mặc Tử chúng ta nghe có câu hát đấy: Hàng Mặc Tử xuôi về quê cũ, nấu thân nơi nhà hoan. Rồi tới cái đoạn là lầu ông Hoàng đó, thở nao chân Hàng Mặc Tử đã qua. Rồi khi đến Nha Trang, ông cũng xây một cái biệt điện, lên Buôn Ma Thuột một biệt điện, rồi vòng về thành phố Đà Lạt, ông xây ba cái biệt điện, được gọi là dinh 1, dinh 2 và dinh 3. Rồi ngoài cái thói xa hoa ra, Bảo Đại còn có một cái thói khác, đó là thói trăng hoa. Trăng với hoa đấy là nói về cái tình cảm của con người, của người nam và người nữ. Ông có khá nhiều người yêu và khá nhiều người vợ. Nhưng mà trong cái số những cái người vợ của ông ấy, thì Nam Phương Hoàng Hậu là người mà ông yêu nhất trên đời. Ông viết về Nam Phương Hoàng Hậu trong cuốn hồi ký Con Rồng An Nam như thế này: Bây giờ đã mấy mươi năm trôi qua rồi, mỗi khi nghĩ về Nam Phương Hoàng Hậu, tôi còn thấy như mới hôm qua đây thôi, lòng tôi rạo rực và rung động. Nam Phương Hoàng Hậu, một người đàn bà xinh đẹp, nết na hiền thục, một người vợ đã cho tôi tất cả tình yêu của nàng. Nam Phương Hoàng Hậu là ai mà vua Bảo Đại ca tụng như vậy? Thưa anh chị em, bà là người con nhà giàu, là người có đạo Công Giáo như chúng ta. Khi nghe vua Bảo Đại cầu hôn, bà không có vội nhận lời đâu. Nếu như tôi là con gái mà được ông vua cầu hôn, tôi gật đầu ok liền tức khắc. Làm vợ vua mà, bậc bẫu nghi thiên hạ đâu phải đơn giản đâu. Vậy mà Nam Phương Hoàng Hậu lúc bấy giờ lại ra ba điều kiện với nhà vua. Điều kiện thứ nhất, tôi không phải lạy vua, vì tôi chỉ lạy Thiên Chúa của tôi thôi. Vua Bảo Đại ok. Điều kiện thứ hai, tôi phải được giữ tất cả những lễ trọng bên đạo Công Giáo của tôi. Vua Bảo Đại gật đầu ok. Điều kiện thứ ba, những đứa con tôi sinh ra dưới hoàng thượng đều phải được chịu phép chữa theo đạo của mẹ. Cả ba điều kiện đó ông vua Bảo Đại đều gật đầu chấp thuận. Vì sao? Vì Nam Phương Hoàng Hậu là một trang tuyệt thế danh nhân, bà đẹp nhất nhì của vùng Đông Nam Á chúng ta. Tôi nhìn xuống các cô hay là mấy cái chị ca đoàn á, cũng đẹp nhưng mà không bằng cái góc của bà Nam Phương Hoàng Hậu. Cho nên cái ông Bảo Đại ông mê mẩn như vậy. Nhưng mà cái cuộc đời của bà Nam Phương Hoàng Hậu đáng để chúng ta suy ngẫm. Bà sống với một người chồng không chung thủy, mà đời của bà là một chuỗi dài bất hạnh.
Làm hoàng hậu chưa bao lâu thì vua Bảo Đại đã phải thoái vị, rồi dẫn vợ con đi lưu vong bên đất Pháp. Trong những ngày lưu vong á, vua Bảo Đại vẫn thói nào tật đó, vẫn trăng hoa. Nhưng bà Nam Phương một dạ yêu chồng, lo cho 5 đứa con, 2 hoàng tử và 3 công chúa nên người. Bà qua đời mới ngoài 50 tuổi vì căn bệnh ung thư. Cái cuộc đời của bà, thưa anh chị em, ta phải nói rằng cái một cái cuộc đời đầy chữ yêu để xây nên một cái tổ ấm trong gia đình. Mà cái đặc biệt đó là gì? Phải chăng chính cuộc đời đầy tình yêu thương đó mà đã khiến cho vua Bảo Đại cuối đời quay trở về với đạo Công giáo của chúng ta. Thưa anh chị em, tình yêu nó có sức mạnh vạn năng. Nó có thể biến đổi được những con người khô khan và nguội lạnh. Người ta nói thế này, trong cuộc sống con người của chúng ta có 2 cái vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm, đó là sống và chết. Nhưng mà đúng hơn, tình yêu mới là vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì sống chết nó thuộc về thân phận rồi, mà thân phận thì chúng ta thấy nó ngắn ngủi, nó mong manh. Em ơi, có bao nhiêu đâu, 60 năm, 70 năm cuộc đời là chấm hết. Còn tình yêu nó còn mãi với thời gian, với năm tháng. Cho nên phải sống và chết cho tình yêu. Nữ sĩ Xuân Quỳnh, bà viết một bài thơ tình khá hay, có tựa đề Thư Tình Cuối Mùa Thu, được phổ nhạc và trở thành một nhạc phẩm khá nổi tiếng. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Vỗ tay. Chắc là thấy tôi hát hay quá chứ gì, ngơ ngẩn hả? Và bà viết tiếp: mùa thu ra biển cả, theo dòng nước bao la, mùa thu về hoa cúc, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Lá vàng nó sẽ rơi xuống, nó trở về với cội nó, nước nó sẽ trôi ra đại dương. Năm tháng sẽ dần trôi, tình yêu thì ở lại. Cho nên tình yêu nó đóng một cái vai trò cần thiết trong cuộc sống của con người của chúng ta. Và nó càng quan trọng cốt thiết trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của chúng ta. Hôm qua tôi nói với chị em về cái chủ đề đời người là hạt bụi. Nó hơi buồn phải không anh chị em? Nhưng đúng. Hôm nay tôi nâng cái chủ đề lên 2 tiếng tình yêu. Chữ yêu trong đời sống gia đình. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhì, Ngài nói như thế này: nếu muốn thế giới này hết chiến tranh, hận thù, khủng bố, chém giết, thì gia đình phải là một tổ ấm yêu thương. Chính xác thưa anh chị em, hay nói cách khác, gia đình hôm nay là thế giới của ngày mai. Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim, Ngài triệu tập Thượng Hội đồng Thế giới, Giám mục Thế giới, đưa ra cái đề tài bàn về vấn đề gia đình. Rồi mới đây Ngài ban hành cái tông huấn niềm vui và tình yêu trong đời sống gia đình. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta bắt đầu đi dần vào cái chữ yêu, để xem ra nó cần thiết như thế nào trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng của chúng ta đây. Trước hết chúng ta thử định nghĩa xem tình yêu là gì. Trước đây có cha Vũ Khởi Phụng, Ngài là người rất giỏi, văn chương lưu loát. Có lần tôi chỉ là môn đệ rốt bét của người thôi. Có lần tôi hỏi Ngài: theo cha, cha có thể giải nghĩa được 2 tiếng tình yêu không? Ngài lắc đầu. Bây giờ các anh chị em nhìn lên cái hàng ghế đồng tế, có các cha, nhiều cha trẻ cũng đi du học về giỏi lắm, thử hỏi rằng: thưa cha, cha có định nghĩa được tình yêu không?
Chắc ông nào cũng lắc đầu. Có một nhà văn viết về tình yêu như thế này: tình yêu nó là cái bóng của ta, ta theo nó chạy trốn, ta trốn chạy nó đuổi theo ta. Tình yêu nó giống như một cái con quái vật kỳ lạ, ta không bắt, không nắm được nó bao giờ. Nhà thơ tình Xuân Diệu được gọi là nhà thơ tình thời cận đại. Ông cũng thử định nghĩa về tình yêu như thế này: làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chấm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Không thấy giải thích cái gì tình yêu cả, toàn là sắc màu, toàn là hình ảnh thôi. Nhà thơ Hàn Mật Tử tài cao nhưng bạc phận, bị bệnh cùi qua đời khi 29 tuổi thôi, nhưng 16 tuổi ông đã có bài thơ đăng trên thi đàn của Việt Nam rồi. Ông viết về tình yêu hay lắm. Ông viết như thế này: thôi hãy lặng thinh chớ nói nhiều, hãy nhìn dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, rồi để cho trời giải nghĩa yêu. Chúng ta không giải nghĩa được tình yêu, để cho ông trời giải nghĩa thôi. Cho nên xin thưa anh chị em, tình yêu nó là một cái gì muôn màu đa dạng. Ta không nắm bắt được nó, ta chỉ cảm nhận được nó qua hình ảnh, qua sắc màu mà thôi. Một hạt sương long lanh trên cành lá, một tia nắng vàng rơi xuống bên sông cửa, một cơn mưa bất chợt buổi chiều buồn. Tình yêu ấy, một ánh mắt trong xanh của ai đó, một chiếc răng khểnh, một nụ cười e ấp, một mái tóc ống mượt. Tình yêu đấy. Và tình yêu nó nằm trong những ca khúc ngọt ngào. Hôm qua tôi nói với anh chị em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được gọi là người viết tình ca hay nhất thế kỷ. Chính xác lắm. Ông viết như thế này, anh chị em thấy hay không? Nắng có hồng bằng đôi môi, bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nó quá hay, những cái ca từ của Trịnh Công Sơn. Nắng nó hồng, nó đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng đôi môi của em. Thành ra tôi nói với quý bà quý cô, đừng có sơn son thép vàng lên môi làm gì, sơ sơ thôi. Tạo hóa làm nên đôi môi của chúng ta vừa đủ sắc màu, đẹp hơn cả tia nắng. Anh chị em nhìn tôi đâu có đánh son đâu đấy, mà môi tôi vẫn đẹp. Hôm qua tôi nói, tôi, người ta nói tôi là già. Bữa nay tôi nói thêm một điều nữa. Có người nhìn tôi nói, ông cha này ông đi tu là phải rồi, chả đẹp gì hết, thế là ở đời nó chê rồi đi tu. Tôi nghe vậy tôi cũng buồn chứ. Thành ra ngày nào tôi cũng soi gương hết. Cái bí quyết để mình thấy mình đẹp là cứ soi gương một ngày 9-10 lượt, nhìn hoài, quen đi, thấy mình dễ thương. Bây giờ các cô gái trẻ Sài Gòn sơn môi màu tím chứ không phải màu đỏ nữa. Màu tím là màu của xác chết. Thành đã thấy những cái cô gái sơn môi màu tím, tôi cứ nghĩ đó là những xác chết di động trên đường phố. Nắng có hồng bằng đôi môi em, tuyệt vời. Nhà thơ tình Nguyễn Bính, chắc anh chị em biết cái bài mà hôm qua em đi tỉnh về, nó hay lắm. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Bây giờ nó đổi ra hương đồng gió nội bay đi hết rồi. Ông viết cái lời thơ tình hay lắm. Ông viết như thế này: trăng lên đến nớ rồi tề, nói răng thì nói mà về kẻo khuya. Ngồi với nhau không biết thời gian không gian gì hết, quên hết. Cuối cùng giật mình mới nhắc cho người tình mình: nói răng thì nói đi anh đi em, mà về kẻo khuya. Tình yêu nó là cái gì êm ái, ngọt mật, nồng say, đậm đà. Chúng ta không định nghĩa được tình yêu, nhưng có một điều chúng ta biết được: tình yêu nó phát xuất từ đâu.
mà chúng ta không phải tự mình biết. Chính Thánh Gioan Tông Đồ viết trong thư thứ nhất của Ngài như thế này: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai sống trong tình yêu thì nhận biết Thiên Chúa. Vì yêu mà Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, để thông chia hạnh phúc của Ngài cho muôn loài muôn sinh linh. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài, Ngài phán một lời: hãy có trời, có trời, có đất, có đất, có cây cỏ thì có cây cỏ. Còn khi dựng nên con người, chúng ta thấy là cả một kỳ công. Nhưng mà bây giờ người ta nói con người mình là gì? Động vật cao cấp. Họ nói vậy chúng ta nghe cũng buồn, không phải buồn cho mình mà buồn cho họ. Họ không chịu học lời Chúa. Con người là kỳ công của tạo hóa mà gọi là động vật cao cấp. Tức là ở trên mấy con mèo, con chuột chút vậy thôi, có gì đâu. Chúa dựng nên con người bằng cái gì? Đôi bàn tay yêu thương của Ngài. Lấy đất sét nắng và nền người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, con người có sự sống. Sự sống của Thiên Chúa mà sao gọi là động vật cao cấp? Khi Chúa dựng nên Adam, Chúa thấy điều đó tốt đẹp. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa không chỉ dựng nên Adam và để cho Adam đi tu. Tôi nói thật, nếu Adam đi tu không có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao hình như người ta cứ ghét mấy ông cha, mà đặc biệt là mấy ông cha dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà này. Trời ơi, nhìn mấy ông cha, cái ông nào có mặt cũng hiền khô, có làm gì hại ai đâu. Ngày ngày dân thánh lễ ở chung với nhau đọc kinh, quỳ gối 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót Chúa, không chỉ cho mình, cho nhân loại này nhận đã lòng xót thương của Chúa. Ngồi ăn cơm với nhau không thấy một bóng hồng nào cả. Mà sao mấy ông cha này không điên ta? Rồi cũng giỡn chọc nhau vui vẻ, có gì ai cho bỏ chung với nhau. Mà tiền thì không biết có bỏ riêng không, chắc không có đâu các cha ha. Mọi sự là của chung, không riêng tư. Không có làm hại ai cả. Không nhậu nhẹt, không bia ôm, không cà phê đèn mờ, không nhảy nhót ở các vũ trường. Tại sao người ta ghét? Chỉ có điều mấy ông cha này lâu lâu thấy xã hội nó bất công, bất bình, nó bất an, lên tiếng nói. Tôi nói mấy ông thấy Hà này dạng, gặp tôi chả dám nói. Tôi sợ mất mạng của mình. Có lợi gì đâu. Nói để làm gì? Không phải nói để ghét bỏ, để lên án. Nhưng mà nói để trả lại sự bình an và công lý hòa bình cho con người. Con người phải sống trong yêu thương chứ. Tôi vẫn lý luận thế này. Tôi không có tài để nói những cái câu chuyện lớn như các cha đây. Mà tôi chỉ nghĩ một điều: mọi người được sinh ra đều bình đẳng như nhau, bởi vì mọi người từ Thiên Chúa mà ra. Nhớ như vậy thì chúng ta thương nhau lắm. Cho nên nếu như chỉ có ông Adam á, thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà Chúa lại nói như thế này: ta sẽ tạo nên một trợ tá tương xứng với người đàn ông. Tương xứng là ngang bằng đó nghe anh chị em. Các ông chồng, các anh đừng bao giờ đánh vợ, chửi vợ mình, tội nghiệp. Từ ngàn xưa Chúa đã dạy điều đó rồi. Và Chúa trong một giấc ngủ mê ập xuống Adam. Adam ngủ trong mê mệt, Chúa rút xương sườn Adam làm nẻ và. Thành ra cái người Hồi giáo á, họ cũng tin một kinh thánh cựu ước như chúng ta. Người chồng gọi vợ là gì? Cái xương sườn của tôi ơi. Hay quá, tối nay về thử gọi đi. Cái xương sườn của tôi ơi. Không phải là ông cha Dũng nói đâu, kinh thánh Thiên Chúa nói. Người Do Thái thì gọi vợ mình là gì? Cục thịt của tôi ơi. Trời ơi, vợ mà kêu là cục thịt. Bởi vì Chúa rút cái xương của Adam làm đến Eva. Bởi vì khi Adam thức dậy thốt lên rằng: xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Người Việt Nam mình xin lỗi nói cũng hay lắm. Kêu vợ là gì? Nhà ơi. Không hiểu nổi, vợ là cái nhà sao? Nhưng mà câu thứ hai là hay: mình ơi, mình à. Hay quá.
Mà khi có chút rượu ngà ngà vào, mày ơi, cũng nhanh chóng lắm, thiết thực lắm. Và khi anh An toàn tỉnh giấc nồng, thấy Chúa đã dẫn Eva đến trước mặt mình, không biết đó là cái giống gì. Bây giờ tôi nhìn các bà, các cô, tôi nói, các bà, các cô, Adam không biết cái giống gì hết trơn á, tự nhiên nó xuất hiện thôi. Thành ra ta nghe ông Adam Cà Lâm nói gì, anh chị em biết không? Phen này đằng ấy là xương của xương tôi, là thịt của thịt tôi. Người ta nói đó là câu tỏ tình hay nhất của người đàn ông dành cho đàn bà, là câu tỏ tình đầu tiên của con người dành cho con người trên mặt đất này. Hay quá, chính xác. Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi đấy. Cho nên một nhà kinh thánh lại nói rằng khi Chúa dựng nên Eva xong thì công trình tạo dựng mới kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn. Cho nên thưa anh chị em, chính Thiên Chúa tác tạo nên con người, chính Thiên Chúa gắn kết con người trong một tình yêu không chia lìa. Từ đây, người đàn ông sẽ gắn bó với vợ mình, cả hai đến một xương một thịt với nhau suốt đời. Nhưng mà lại oái âm thay, nếu nha đa me và vẫn cứ ở mãi trong khu vườn địa đàng hạnh phúc, vẫn nghe lời của Chúa, chắc không có điều gì xảy ra đâu. Không có nhân loại con cháu đau khổ như ngày hôm nay đâu, thưa anh chị em. Thiên Chúa nói trước qua đa me và cây giữa vườn đó, các ngươi đừng có ăn nghe, ăn vào sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy cái gì bảo đừng, chúng ta lại thích khám phá. Eva ra cái cây và ngó xem, tại sao Chúa cấm ta? Nhìn cái trái nó ngon quá, nó láng, nó mượt, nó thơm quá. Lại thêm con rắn hiện thân của quỷ dữ nói với Eva, ăn đi bà ơi, bà ăn vào đi, ngon lắm, bà sẽ bằng Đức Chúa Trời. Cái cám dỗ đáng sợ. Nếu như tôi, chắc tôi không có ăn đâu. Đằng này bà Eva ăn, mà nếu như bà Eva không ăn ấy, thì chắc không có tôi ngày hôm nay đâu, không có chúng ta đâu anh chị em. Ăn trái cấm vào, chợt nhìn xuống thấy mình trần truồng tội lỗi. Cái độc đáo của Kinh Thánh ấy, nhìn xuống thấy mình trần truồng, mà trần truồng là gì? Là tội lỗi. Vậy mà bây giờ cái xã hội ngày hôm nay, các cô gái trẻ đẹp ăn mặc thiếu vải. Thiếu vải là gì? Trần truồng đấy. Mà trần truồng là gì? Xin tội đấy. Tôi nghĩ nếu mà tôi làm chủ tịch nước á, tôi sẽ ra một cái đạo luật, những ai mà ăn mặc quá ngắn á, quá thiếu vải, phạt. Chả thấy phạt gì hết trơn. Thành ra cái đạo đức của xã hội càng ngày càng suy đồi. Tôi đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, đến cái ca mà chấn thương sọ não, sức dầu. Anh chị em biết tôi có hỏi một người lý do sao mà chấn thương sọ não như thế này. Anh ta trả lời, thưa cha, con đi ngoài đường, con ngó ngang ngó dọc, đụng xe. Làm gì ngó ngang ngó dọc? Nếu mà cha như con, cha cũng ngó à. Con gái nó xinh quá đi cha ơi, chết thì ráng chịu. Khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội rồi, hậu quả là gì? Ra khỏi vườn địa đàng. Từ ngày Nguyên Tổ ra khỏi vườn địa đàng rồi, địa đàng vẫn còn đó, nhưng sắc màu đã đổi thay. Từ ngày Nguyên Tổ phạm tội rồi, tình yêu vẫn còn đấy chứ, nhưng mà cái tình yêu thương trân trọng, phục vụ yêu thương nhau, nó đổi mất cái màu, nó trở thành một cái tình yêu thèm muốn, chiếm đoạt và làm chủ. Cho tâm của chúng ta thấy, nó từ ngày Nguyên Tổ phạm tội, nó để lại một cái hệ lụy cho con cháu, mà chúng ta gọi theo cái gọi của giáo lý của chúng ta là tội nguyên tổ. Từ ngày đó, tội lỗi tràn ngập trên thế gian này. Hôm nay tôi gửi đến anh chị em và các bạn trẻ hai cái tội thôi, để chúng ta suy gẫm với nhau. Mà tôi nghĩ rằng hai cái tội này là hai cái tội đáng sợ nhất. Tội thứ nhất đó là tội ganh ghét. Ta thấy gia đình chém giết nhau, anh em giết nhau. Cựu Ước kể lại, Cain vì ganh ghét với thằng em của mình là Abel, vì nó đẹp hơn mình, trắng trẻo hơn mình, cái tâm nó tốt hơn mình, nó dâng lễ vật tốt đẹp, Thiên Chúa nhận lời nó. Còn ngược lại Cain thì hoàn toàn không được như vậy, thành ra ganh ghét với đứa em trai ruột của mình, xuống tay hà sát, giết chết người em.
Và cái hệ lụy đó nó tiếp diễn mãi suốt dọc dài của lịch sử loài người cho đến ngày hôm nay. Ông bà mình có câu nói hay lắm, thưa anh chị em: con gà nó nhau tiếng gáy. Con gà đây là con người chứ ai. Ông bà mình ví von như vậy, đâu có ai muốn người khác gáy hay hơn mình đâu. Thánh Phaolô khuyên chúng ta điều gì? Vui với người vui, khóc với người khóc. Thú thực với anh chị em, khóc người khóc dễ lắm. Người khóc người thất bại hơn mình, người khóc người bất hạnh hơn mình, dễ khóc với họ. Còn vui người vui khó lắm, vì người vui người ta thành công hơn, người ta giàu có, người ta trình độ hơn. Đâu có ai muốn người khác hơn mình, mới nảy sinh ra cái bệnh ganh ghét. Ganh ghét đẩy tới đố kỵ để tị hiềm, nói hành, nói xấu, hạ nhau rồi hại nhau, thậm chí giết nhau. Tôi ngồi tòa ở thực anh chị em, đa số chúng ta từ giáo dân tới linh mục hay là nam nữ tu sĩ đều xưng một cái tội giống nhau: thưa cha, con có tội ganh ghét. Có lần tôi hỏi một cái chị đàn bà: con phạm thì xin với tôi như thế này, thưa cha, con phạm tội ganh ghét 100 lần. Tôi hỏi vậy cho chị xưng tội cách đây bao lâu? Thưa cha, 3 tháng. Thế thì 3 tháng có 90 ngày, lấy 100 lần chia cho 90 ngày thì một ngày phạm tội ganh ghét hơn 1 lần. Nói vậy thôi, nói anh chị em tội nghiệp chứ tôi cũng vậy à. Nhiều khi tôi nghe xưng thưa cha, con có tội ganh ghét, thì tôi cũng nói ngược mà nói thầm thôi: cha cũng giống vậy đó con ơi. Nhiều khi mà ganh ghét khiến cha mất ngủ mất ăn kìa. Chúng tôi cũng bị cái tội này nặng lắm, thưa anh chị em. Anh chị em biết cái bây giờ ở miền Nam, ở Sài Gòn có hai cái ông cha nổi tiếng, đó là cha Trần Đình Long và cha Nguyễn Sang. Cha Nguyễn Sang từ ngày mà ngài cất tiếng hát vì người nghèo, trời ơi, người ta mua đĩa của ngài nhiều lắm. Ngài được mời qua bên Úc, bên Mỹ, Canada để trình diễn. Ngài nói với tôi như thế này: con bán đĩa và người ta giúp cho tiếng hát của người nghèo của con tới hôm nay nếu tính ra được 30 tỷ, tôi chóng mặt. Nếu mà hát thì Nguyễn Sang hát sao qua tôi. Nhưng mà thôi, tôi nhường cho ngài. Tôi chỉ ra bài giảng bán thôi. Tôi ra được trên 22 chủ đề. Đĩa của cha Nguyễn Sang 30 ngàn một đĩa, đĩa của tôi 10 ngàn, mà không có ma nào nó mua hết. 4 năm làm đĩa bán tính ra khoảng chừng 50 triệu thôi. 50 triệu so với 30 tỷ của cha Sang, nhỏ bé quá sức. Thành ra đêm đêm giật mình nghĩ tới tiếng hát vì người nghèo của linh mục Nguyễn Sang, mất ngủ, thưa anh chị em. Ganh ghét đó. Một vị thánh nữ có nói: nếu như ta đừng ganh ghét và đừng nói hành nói xấu nhau thì đủ điều kiện lên thiên đàng. Hay quá sức. Một nhà tâm lý có nói như thế này: cái bệnh ganh ghét nó chết sau con người 1 giờ đồng hồ. Tức là chúng ta chết rồi, cái thằng ganh ghét 1 giờ sau nó mới chết. Ớn lạnh không chị em, thấy kinh khiếp chưa? Thánh Phaolô mới nói như thế này: anh em ơi, lòng mến thì không ghen tương, không hận thù. Mà chúng ta cũng chắp tay, chúng ta nói ngược với ông Thánh Phaolô: ông Thánh Phaolô ơi, chúng con chưa có lòng mến, thành ra đời chúng con vẫn cứ mãi chìm trong ganh ghét. Cái tội thứ hai là cũng là một cái tội đáng sợ, xin thưa anh chị em, đó là tội tà dâm. Sách Cựu Ước có kể với chúng ta về ông vua David. Vua David là thánh vương đấy, vậy mà cũng ngã trong cái tội tà dâm này. Ông chiếm đoạt vợ người để thỏa mãn xác thịt. Sau khi chiếm đoạt xong, ông lại giết người chồng của người đàn bà đó, đẩy cái người chồng là tướng của ông ra mặt trận sung yếu nhất, dùng tay quân giặc để giết chết cái người tướng và người chồng tội nghiệp ấy để trừ hậu họa sau này. Từ cái tà dâm, ông vua David phạm cái tội chiếm đoạt vợ người,
chiếm đoạt vợ người xong phạm theo cái tội thứ hai, giết người. Nhưng mà sau này vua David thành tâm sám hối quay về, ông được thứ tha, ông mới được gọi là thánh vương. Cái độc đáo trong cái niềm tin của chúng ta đó là gì? Tội cỡ nào nhưng quay về thì vẫn có thể làm thánh vương, vì tình của Chúa cao hơn tội của chúng ta. Đức Phật Thích Ca nói một lời cũng hay lắm. Đức Phật Thích Ca nói như thế này: trong các thứ tội thì tội tà dâm là tội nặng nhất. Tội tà dâm sẽ khiến con người không được cõi niết bàn. Chính xác đó anh chị em. Một nhà tu đức nói như thế này: nhu cầu về xác thịt lớn hơn cái nhu cầu về ăn uống. Đúng quá sức. Một ông thầy già trong nhà dòng, bây giờ ngài qua đời, ngài để lại cho tôi một cái di chúc bất hủ. Ngài 90 tuổi mà ngài nói như thế này nè anh chị em: ông cha biết không, tôi từng tuổi này mà cái sự ấy nó vẫn còn. Không biết sự ấy là cái quá gì, không biết. Tôi thì cũng ngơ lắm. Mỗi chiều đó ra nhà thờ đi lễ, thấy mấy đứa con gái nó ăn mặc cũng cẩn, tối về không tài nào ngủ được. Tội nghiệp ông thầy già 90. Giờ ông mới nói với tôi: cha còn trẻ nha, thời bây giờ yêu quá nhiều lắm đó, cha mà giữ mình đi nha. Tôi nói thầm, tôi nói: trời ơi, đàn bà con gái người ta cha nói yêu quá. Ngày hôm nay cái tội tà dâm nó tràn ngập trên mặt đất này. Vì sao thưa anh chị em? Thế giới ngày hôm nay chủ trương tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc, hưởng thụ xác thịt. Rồi cái xã hội ngày hôm nay chúng ta là thấy một cái xã hội suy đồi về mặt đạo đức. Do đó mà cái văn hóa của hôm nay, tôi gọi là văn hóa thời đại, nó nhảy vào trong cái vòng chiến, trong cuộc chiến này, đánh gục chúng ta vì cái vấn đề giới tính, xác thịt, tình dục tràn lan ở trên báo đài. Tôi nói thật anh chị em, tôi thích đọc báo thể thao lắm. Mà bây giờ báo thể thao nó cũng đưa những hình ảnh khiêu gợi lên báo. Tôi mới đầu tôi coi, nói nhỏ anh chị em nghe thôi, tôi nghe thấy hình ảnh con gái đẹp cũng ngó chút coi thử thế nào. Nhưng mà từ đó về sau không bao giờ tôi dám đọc báo thể thao nữa hết. Vì tôi cũng là con người, con người thì ai cũng yếu đuối. Thánh Phaolô dặn chúng ta những điều thiện phải làm chúng ta không làm, những điều không được phép làm chúng ta lại muốn làm. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô chúng ta thấy nó trên báo, trên đài, trên internet đầy rẫy những hình ảnh về xét về giới tính. Mà tôi nghĩ rằng chính từ những cái này nó đầu độc người trẻ và ngay cả người lớn tuổi của chúng ta nữa. Nó tác hại, tác động ghê lắm thưa anh chị em. Có bạn trẻ nói với tôi: thưa cha, tối nào con cũng lang thang ở trên mạng. Tôi nói: đi lang thang đâu trên đó cho nó cực vậy? Không, vui lắm cha, bữa nào cho thử cho lên một trang mạng cho xem. Trời ơi, nó thấy xem, nó thấy đẹp, nó còn cám dỗ tôi nữa. Thú thực của anh chị em, tôi rất lạc hậu. Sống ở Sài Gòn 12 năm, mới đổi về miền Tây một năm nay thôi. Tôi chưa bao giờ lên mạng hết, mà tôi cũng chả đi tìm gì trên mạng cả. Tôi không biết vi tính, điện thoại di động tôi không biết nhắn tin, không biết lưu số của ai. Ai gọi điện tới tôi đều hỏi một câu: ai đó? Người ta nói: trời ơi, sao mà cha lạc hậu thế? Bên Mỹ người ta gọi điện về cho tôi hỏi cái số email, tôi nói email là gì? Không có. Chưa thấy ông cha nào lạc hậu như cha. Thôi kệ nó, lạc hậu cũng được, mai mốt miễn lên thiên đàng được rồi. Anh chị em có tin những bài giảng của tôi viết tay không à? Mai mốt tôi chết, ai muốn tôi để lại cái di cảo viết tay, giá trị hơn là vi tính nhiều ha. Thưa anh chị em, thành ra cái xã hội ngày hôm, cái tác động của cái văn hóa thời đại
nhiều người trẻ, nhiều bạn trẻ chủ trương sống thử. Sống thử là gì? Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cái đó mới là cái được, mà là cái mất, cái đáng sợ. Có một bạn gái cách đây 5 năm nói với tôi: thưa cha, hôn có tội không? Thưa anh chị em, hôn có tội không? Tôi nói hôn là sao có tội con? Cái hôn là đẹp mà. Nếu mà hôn có tội thì làm sao có mẹ hát nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Vỗ tay đi. Chưa dành cho mà đã nhớ rồi. Hôn đâu có tội. Nhưng cái vấn đề thế này, con có dừng lại ở cái nụ hôn hay không? Hay là nụ hôn chỉ là bước khởi đầu để đẩy chúng ta phạm những tội khác? Còn mới đây cách 2 năm thì có một bạn gái, bạn nữ lại hỏi tôi: thưa cha, gia hôn mình khắc nghiệt quá đi, không cho phép ly dị. Tại sao không cho sống thử? Sống thử để biết nhau trước, nếu mà cảm thấy hợp thì đến với nhau, còn không hợp chia tay, để về với nhau không biết gì hết. Khi biết ra ly dị không được, mắc tội. Tôi nói thì con muốn thì con cứ sống thử để con biết liền à. Đúng, bạn nữ đó đã sống thử không chỉ một người đàn ông mà khá nhiều người, tới bây giờ vẫn cứ hát mãi bài đời tôi cô đơn. Sống thử rồi ai lấy nữa, đừng có dạy. Ông bà mình dặn cái ngàn vàng đừng có dạy mà cho. Thánh Augustino ngày này nói hay nè: yêu đi đã rồi hãy cho. Yêu là gì? Sống cái đời sống hôn nhân ngon lành đã, hãy cho, đừng có trao, đừng có vội vàng. Sống thử nó sẽ đẩy đến vấn đề phá thai, nó không xa bao nhiêu hết. Mà khi có người thỏa mãn cái xác thịt rồi thì khi có con gạt nó, giết nó, mà tôi nghĩ không có cái tội gì nặng cho bằng cái tội phá thai vì giết chính hạt máu của mình, mẹ giết con. Những người bên lương họ nói với tôi: chúng tôi phá thai nhiều lắm, nhưng mà tối nào ngủ cũng không có yên, nó về như nó kêu suốt đêm: mẹ ơi mẹ ơi. Người bên lương đấy. Chúng ta thì không quan tâm cái gì đó, nhưng mà thưa anh chị em, lương tâm của chúng ta đâu cho phép. Khi tôi ở Sài Gòn á, tôi biết cái bệnh viện Từ Dũ một ngày nó phá thai như vậy là mấy trăm ca, giết sinh mạng con người một ngày mấy trăm người. Bây giờ tôi về miền Tây, tôi mới xuống một cái nghĩa trang được gọi là nghĩa trang Anh Hài. Nơi đây người ta quy tụ được gần 50.000 thai nhi bào thai. 50.000 đâu phải ít. Người ta phải gom lại trong một tuần ngày thứ bảy đi an táng. Cứ mỗi cái nấm mồ là 100 em, 200 em, 500 em nằm chung dưới đó. Mà cũng cái ông giữ nghĩa trang nói với tôi: con quen rồi, con thương các em lắm, mà mới đầu tôi ngủ không được, nghe nó khóc hoài, mẹ ơi cha ơi. Rồi nó xảy ra cái tình trạng phản bội trong đời sống hôn nhân, ngoại tình, ly thân, ly dị đầy dẫy. Đức Giáo Hoàng Phanxicô có ngày hôm nay ngày nói đó, vấn đề ly dị là vấn đề xấu, nhưng mà ngày hôm nay càng ngày vấn đề ly dị càng nhiều. Đó là một vấn đề nhức nhối và đáng sợ. Thưa anh chị em, cái di chứng của việc ly dị nó gây đổ vỡ trong gia đình, nó gây là những cái ảnh hưởng không tốt cho con cái mình. Mà cái vấn đề ly dị không chỉ ở ngoài đời, ngay trong nhà gia đình Công Giáo của chúng ta cũng bây giờ bắt đầu là nhiều lắm. Tôi mới gặp một cái cô giáo, chồng chết được 3 tháng, thành ra mẹ hóa con côi, có 2 đứa con. Khi biết chồng của cô giáo này chết, người tình xưa quay trở lại phúng điếu. Rồi chắc nhìn cái cảnh mẹ hóa con côi thấy tội nghiệp quá chăng, tối nào cũng gọi điện để an ủi. Người ta nói đúng lắm anh chị em, tình rủ, tình cũ không rủ cũng theo. Rồi một ngày cái họ hẹn hò. Mà hẹn hò rồi điều gì xảy ra? Lửa gần rơm mà, thì rơm nó cháy tiêu à. Rồi cô giáo nó có thể cảm thấy day dứt hỏi tôi: thưa cha, con cảm thấy chắc chú không bắt tội con đâu, vì con mất chồng, con bất hạnh, con thiếu tình thương, có tội không cha? Tôi nói trời ơi, tội chết đi chứ. Cái tội thứ nhất là tà dâm, điều răn thứ 6 đó con. Cái tội thứ hai ấy, con giật chồng của người ta,
khiến cho cái người chồng đó cũng phạm cái tội ngoại tình. Mai kia người ta sẽ ly dị, người ta sẽ đổ vỡ trong cái tổ ấm gia đình của họ. Con là người gây ra cái tội này, chấm dứt đi. Một phút giây thỏa mãn trong tính xác thịt của cuộc đời, sống sao được với thiên đàng vĩnh cửu mai sau. Chúa Giêsu nói đó, lợi lộc cả thế gian mất linh hồn ích gì. Vậy thì thưa anh chị em, những điều tôi vừa nêu ra, nó giống như một cái bức tranh mà chỉ một cái sắc màu xám xịt đang vây phủ nhân loại này, và cũng đang vây phủ cái bầu trời u ám là gia đình của chúng ta. Chúng ta làm gì đây để giúp đỡ nhau vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn, những cám dỗ này? Thưa anh chị em, thời gian nó đã hết rồi. Ô cha, sao hôm nay giảng dài thế? Mệt chưa? Anh chị em mệt chưa? Nói yếu xìu à? Chưa. Tôi thì mệt rồi, vì tôi chiều nay tôi chưa có ăn gì hết. Bây giờ là đói. Với anh chị em ý là nói tôi là hát nửa đi cha, để ngày mai sông Càng Đá Mòn. Ý tôi nói là anh chị em chắc cũng mệt, nhưng không có mệt bằng tôi đâu. Tôi đứng một tiếng đồng hồ, tội không? Nói gần một tiếng đồng hồ, tội không? Vậy mà ngồi dưới đó không dựa lưng ra ghế mới đã chứ. Thôi thì anh chị em ơi, tôi cũng phải dừng lại thôi. Nếu mà cái bài giảng này tôi giảng xong thì phải 15 phút nữa. Thôi thì cho tôi một vài phút để kết thúc. Nhưng mà nói nó không có đầu, nó có đầu mà không có đuôi thì nó cũng kỳ lắm. Tính tôi thì dài dòng văn tự. Thưa anh chị em, tôi kết thúc như thế này. Khi chúng ta không biết làm gì, khi chúng ta không biết ngày mai nhân loại này sẽ đi về đâu, thì có một lời khuyên: khi không biết đi về đâu, hãy quay về với điểm mình xuất phát. Cái điểm mà chúng ta xuất phát là gì, ở đâu? Xin thưa Thiên Chúa, từ nơi Ngài có chúng ta, từ nơi Ngài mà có những tình yêu tốt đẹp trong cuộc đời. Quay về với Chúa, nghe lời của Ngài. Lời của Chúa đi qua giáo hội mẹ của chúng ta đến với chúng ta. Tôi đưa ra hai cái lời khuyên của hai vị thánh giáo hoàng được tôn vinh đến bậc hiển thánh cùng một ngày, đó là thánh giáo hoàng John 23 và thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thánh giáo hoàng John 23 nói như thế này: hỡi các gia đình công giáo, để sống trọn vẹn và tràn đầy đời sống ơn gọi gia đình Kitô giáo, cha khuyên các con mỗi khi đem về vợ chồng con cái, hãy quy tụ trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện. Thưa anh chị em, phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện để gia đình chúng ta được liên kết trong tình yêu với Chúa. Cầu nguyện để chúng ta có thể dắt dịu nhau vượt qua những cái thảm cảnh, nghịch cảnh của cuộc đời. Cầu nguyện cho gia đình mình sống tình yêu, mà cho những gia đình đang gặp thử thách cũng trở về với tình yêu. Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài lại khuyên như thế này: cha khuyên các con, mọi gia đình công giáo trên thế giới, hãy chiêm ngưỡng và học hỏi gia đình thánh, tức là thánh gia Nazareth. Thưa anh chị em, tôi dừng lại nơi đây. Mà thôi, nghe nữa thì cho tôi kể câu chuyện, còn không là tôi đi xuống. Nghe nữa không? Tôi biết có cha phải đi dạy giáo lý, có cha thì phải công việc, nhưng mà xin các cha thôi cứ ráng, chứ chắc là con không có dịp ra đi nữa đâu. Tuổi già sức yếu rồi, năm nay 55 tuổi mà người ta ngỡ 70. Có một cái người đàn ông mà đời của ông chìm trong bất hạnh 15 năm. Bất hạnh, ông cưới vợ, hai vợ chồng sinh ra đứa con trai đầu lòng bị tâm thần bẩm sinh, rồi sinh ra thêm đứa con trai thứ hai tốt, rồi hai đứa con gái sinh đôi. Ông nuôi dạy nên người, gả chồng gả vợ, chỉ còn ông sống với người vợ và đứa con trai tâm thần. Mà rồi bất hạnh bỗng ập xuống, người vợ đi chợ bị tai nạn xe, chấn thương sọ não, khi đưa về nhà bán thân bất toại, một thời gian sau hoàn toàn bại liệt. 15 năm
Trời một tay ông phải lo cho vợ từng thìa sữa, từng miếng cơm. Bất tỏi đâu làm gì được, nằm vậy thôi. Tiêu tiểu một tay ông lo hết. Sáng bồng vợ đó đặt lên cái xe lăn, khi bà mỏi là bồng đặt lên giường, đưa ra đi vô không biết bao nhiêu lần suốt 15 năm trời. Mà cái người bất tội họ không còn nói được, ú ớ thôi. Chứ giá như bà nói anh ơi, anh ráng đi anh ơi, em không làm được gì, thì có thể là một sự an ủi. Bà chỉ ú ớ. Và nhiều khi bà xúc động, bà rơi nước mắt, khóc thương người chồng tội nghiệp. Lo cho vợ rồi mệt mỏi muốn vô nằm nghỉ trong đêm. Thằng con trai ban ngày nó ngủ, ban đêm nó lên cơn điên. Ban đêm nó ngủ, nó la làng, nó chửi bới đòi giết người. Ông phải trỗi dậy dỗ dành người con điên loạn của mình. Thưa anh chị em, có người nói với tôi, chồng con bất tội 3 năm rồi, chịu không nổi nữa cha ơi, mà sao nó không chết vậy cha? Trời ơi, có 3 năm, đây người này tới 15 năm. Cái gì làm trong có một cái sức sống và một sự phục vụ chu đáo. Thưa anh chị em, tôi thấy nó hay quá khi tôi đọc câu chuyện này. Mỗi buổi chiều lo cho vợ cho con xong, ông chui vào nhà thờ, ngồi dưới góc nhà thờ, đầu cúi xuống. Ngày nào cũng như ngày nào. Cha xứ thắc mắc hỏi, ông vào nhà thờ xong ngồi buồn, ông có nói gì với Chúa không? Thưa cha, con không nói gì với Chúa cả. Con chỉ nói với Chúa có một điều. Chúa ơi, xin cho con một tình yêu. Con yêu con, không yêu ai. Con yêu người vợ bại liệt của con yêu đứa con tâm thần điên loạn của con thôi. Và chính vì cái lời cầu nguyện đó, chính một tình yêu đó, để giúp ông có thể sống suốt 15 năm qua trong chuỗi dài xem ra không thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình. Nhưng mà thưa anh chị em, khi có tình yêu ông lại thấy thương vợ hơn, khi có tình yêu ông lại thấy thương con hơn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ít yêu nhau lắm, chúng con yêu mình nhiều hơn. Hôm nay xin Chúa giúp cho chúng con luôn luôn biết thắp lên ngọn lửa tình yêu trong đời sống gia đình của chúng con, để chúng con tìm được hạnh phúc. Amen. Môn đệ của Đức Giêsu, hay nói cách khác, giáo hội của Đức Giêsu phải là một giáo hội của người nghèo. Tin vui đến cho bạn nghèo. Một nhà tu đức học có nói, cuộc đời của chúng ta phải như một chiếc bình đổ hết nước đi. Thứ nước đây là thứ nước của cải vật chất thế gian. Nếu nó đầy bình thì làm gì có sự giàu sang của trời cao có thể đổ đầy qua Đức Giêsu Kitô. Trở nên nghèo có nghĩa là chúng ta nhẹ nhàng với vật chất, thanh thoát với của cải, để chúng ta mới có thể đi tiếp cái chỉ thị thứ hai của Đức Giêsu. Anh em hãy sức giàu cho những người ốm đau, xua trừ quỷ dữ. Có nghĩa là gì? Chúng ta đến và chia sẻ một sự bình an cho những nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải đứng về phía chân lý và sự thật, xua trừ sự dữ, sự ác là quỷ dữ đó. Chỉ thị thứ ba của Đức Giêsu: khi vào trong thành nào, nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho họ. Thưa anh chị em, lời này nhắc cho chúng ta, trước khi chúng ta đón lấy thánh thể Đức Giêsu vào trong lòng của chúng ta, chúng ta làm gì? Anh em, chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đừng đem cái bất an đến cho đồng loại của mình, mà hãy là một sự bình an. Cái bình an này không phải là thứ bình an nhất thời tạm bợ của cuộc đời, mà là bình an được ban từ Đức Giêsu trỗi dậy từ trong cõi chết. Thứ bình an thế gian không thể ban tặng, thứ bình an không ai có thể lấy mất được. Nhưng nếu như nhà nào, thành nào không đón chào anh em, thì hãy rũ bụi chân đi và lên đường đi đến thành khác. Chúa dạy chúng ta giống như Ngài. Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đó là gì? Sự tự do. Chúa tôn trọng tự do của con người, chúng ta cũng tôn trọng tự do của người khác. Nếu họ đón lấy tin mừng sự bình an của Đức Kitô, đời của họ sẽ được bình an, được cứu rỗi. Còn khước từ, hãy tôn trọng sự tự do, lên đường tiếp tục hành trình loan tin mừng cứu độ cho nơi khác.
Anh chị em thân mến, công việc loan báo tin mừng là công việc của trời cao. Chúng ta chỉ là những công cụ, những khí cụ nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta hãy biến cái cuộc đời mình trở thành một chút ánh sáng của bình an, của hy vọng. Bởi vì khi chúng ta đón nhận lấy tin mừng của Chúa thì chúng ta phải trở thành những con người của tin mừng, của sự bình an. Cuối thánh lễ, linh mục chủ tế thay mặt Chúa Giêsu nhắc chúng ta điều gì? Lễ xong rồi để anh chị em lên đường bình an, có nghĩa là chúng ta lên đường mang sự bình an chúng ta đón nhận từ nơi Chúa cho tha nhân, cho những người chưa nhận biết chân lý và tình thương cứu độ của Đức Giêsu. Cách đây 2 tuần, tôi đi giảng cho một nhà dòng nữ ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong nhà nguyện của nhà dòng có dán mấy tấm hình. Nhìn mấy tấm hình đó, thú thực thưa anh chị em, tôi thấy con người của chúng ta tại sao độc ác quá sức. Ngay những chị em của cái dòng này đang truyền giáo và phục vụ tại một số nước châu Phi bị nhóm Hồi giáo IS trói tay rồi chặt đầu. Có người thì trói tay bắn. Và dưới cái tấm hình đó ghi lên rằng: xin mọi người hãy nhớ đến chị em của chúng tôi. Nhưng mà cách đây mấy hôm, chúng ta nghe một cái tin rúng động cả nước Việt Nam mà tôi nghĩ rằng cả thế giới. Một gia đình có 6 người bị giết bằng cách cắt cổ. Tôi đọc ở trên báo, đọc trên mạng thì người ta phân tích đó, thà giết người bằng chặt đầu nó đau nhưng mà nó nhanh lắm, hay là bắn người ta một phát vô đầu nó độc ác nhưng giúp người ta chết nhanh. Đằng này cắt cổ thì thưa anh chị em, nó lâu chết, chết trong đau đớn, tay chân bị trói hết. Tôi chưa có bị cắt cổ thì tôi không biết nó đau như thế nào. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta thấy cái hành vi cử chỉ của sự độc ác đó, chúng ta cũng nổi da gà. Một gia đình mà chết 4 người, vợ chồng, 2 đứa con và 2 đứa cháu, tức là 6 người. Mà cái đứa bé gái có 12 tuổi hình như chạy thoát, chạy ra ngoài cổng, cũng bị chặn lại cắt cổ. Một sự độc ác tàn bạo dã man. Mấy ngày hôm nay nếu đi mua báo, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ thì đắt như tôm tư. Bởi vì họ viết về cái sự kiện này, cái biến cố này, nó là một cái tin giật gân. Mà ai là con người đọc lên chúng ta cũng phải quan tâm cả. Thường thì các báo dựa vào các sự kiện để viết báo mà bán cho chạy. Họ không phân tích cái lý do tại sao nó có cái hành vi độc ác. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu người ta phân tích, các nhà tâm lý vào cuộc và cho rằng những cái con người mà tàn bạo này đó là những người biến thái, những người đột biến gen mới ác độc như vậy. Chúng ta cắt cổ một con gà chúng ta đã tội, đây cắt cổ một mạng người mà 6 mạng người. Giờ có nhà báo thì cho rằng những con người này bị ảnh hưởng phim bạo lực của Mỹ. Có không đúng đâu anh chị em. Nhưng mà tôi tìm ra cái câu trả lời. Một đại thi hào của nước Nga, ông viết như thế này: nếu con người không tin có Thượng Đế thì con người sẽ làm chủ lấy mình. Một khi con người làm chủ lấy mình thì con người sẽ không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào, dẫu là độc ác nhất, để dành cho nhau. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta tin rằng có một Thiên Chúa sẽ xử chúng ta đời sau. Do đó chúng ta sợ, chúng ta không dám đổ máu đồng loại của chính mình. Một triết gia Pháp thì nói rằng một xã hội không có tôn giáo giống như một con người không có linh hồn.
Con người chúng ta mà không có linh hồn ấy, thì không khác gì loài cầm thú giả thú ở trong rừng sâu. Thưa anh chị em, nhà lãnh đạo của đất nước Ấn Độ trước đây được gọi là Thánh Gandhi, ông không có niềm tin vào Đức Kitô, ông không có đạo như chúng ta, nhưng ông rất là thích cuốn Tin Mừng của Đức Kitô. Ông viết như thế này: nếu mọi người Công giáo trên thế giới sống đúng như Tin Mừng Đức Kitô thì thế giới này chỉ còn là người Công giáo. Do đó cái vấn đề chứng từ, chứng tá, chứng nhân rất giá trị. Do đó mà việc Chúa bảo chúng ta đi loan báo Tin Mừng có nghĩa là chúng ta lên đường làm chứng cho Chúa qua cuộc sống của mình. Chiều hôm nay tôi đến sớm, tôi đi vào trong ngôi nhà thờ cổ kính này, quỳ một mình bên phía phải của cung thánh. Tôi thấy có vài người, lác đác một vài người cũng vào sớm trong ngôi thánh đường. Thưa anh chị em, chúng ta cần có những phút giây lắng động, nhìn lại cuộc đời, nhìn lại niềm tin, nhìn lại sứ mạng Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta có thực hiện hay không? Trước khi chào thánh thể xong, sau khi chào thánh thể xong, tôi nhìn ở cái góc bên phải của thánh đường. Thưa anh chị em, ở đó toàn là các thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Lộc, Thánh Matthew Gẫm, các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta. Không hận thù, không trả thù, chấp nhận dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô. Những đau phụ giết các vị thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta run tay lên, vì họ làm một điều độc ác. Còn các vị thánh tử đạo của chúng ta biết rằng mình sẽ chết, cũng đau đớn, cũng sợ hãi, nhưng nơi các ngài có sự một sự bình an của Đức Kitô. Anh chị em thân mến, chúng ta môn đệ của Đức Kitô, chúng ta con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình, làm cho lời truyền của Đức Kitô đi qua cuộc đời của chúng ta đến với mọi người. Hãy mang Tin Mừng của tình yêu, của sự bình an, của hy vọng đến cho nhân loại còn bất an, còn độc ác tội lỗi này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời của Chúa thắp sáng quả lòng của chúng con, để chúng con giữ đạo không chỉ cho riêng mình, mà giữ đạo cho mọi người, cũng như chúng con nhận biết Chúa, quay về với Chúa để xứng đáng hưởng hạnh phúc nước thiên đàng là vương quốc của tình yêu vĩnh cửu. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chúa. Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà hóa nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà hóa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, một phóng viên hải ngoại của tờ báo US Today của nước Mỹ đăng trên tạp chí này một câu chuyện có thật và khá cảm động. Khi mà chị đi làm việc tại đất nước Somalia, chúng ta biết Somalia là một đất nước miền Đông Phi rất nghèo. Nghèo vì cuộc nội chiến tương tàn đẫm máu, nghèo vì thiếu lương thực một cách trầm trọng, trẻ em suy dinh dưỡng rất nhiều.
Một ngày kia chị phóng viên đến một ngôi làng của đất nước Somali. Trong ngôi làng này hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng người. Thì ra tất cả đều đã chết. Thi thể của họ nằm la liệt trên mặt đất. Người phóng viên tiến đến gần và chị phát hiện ra có một thi thể hình như còn cử động. Tiến đến gần thì đó là một cậu bé khoảng chừng 10-11 tuổi. Thân hình ốm o, chỉ có cái bụng là thật to, chắc là sáng lãi. Gương mặt nhăn nheo như một cụ già. Người ta nói khi chúng ta đói không có gì ăn, da chúng ta sẽ nhăn lại. Ta biết châu Phi là tóc đen, mà tóc cậu bé này nó đỏ hoe cả. Suy dinh dưỡng một cách trầm trọng, chỉ còn hơi thở thoi thóp thôi. Người phóng viên lấy trong túi mình chỉ có một trái cam duy nhất, trao vào tay cậu bé. Mà cậu bé gì như cầm cái trái cam cũng không nổi. Rồi cậu cố gắng ngồi dậy, không nói được lời nào, đôi mắt dường như cảm ơn. Rồi cậu trỗi dậy, ôm cái quả cam đó đi về hướng của một căn chòi nho nhỏ. Người phóng viên đi theo để xem cậu bé đi về đâu. Cậu bé bước vào trong chòi, nằm dưới đất là một cậu bé khác, nhỏ hơn, chắc là em của cậu bé này. Và một cái hành vi không tưởng đã diễn ra trước mắt của người phóng viên. Đứa anh ngồi xuống bên em nó. Nó cắn từng miếng của trái cam. Nó nhai thành nước và nó nhả nước. Nó mớm nước cho đứa em nằm bất động của nó. Cái công việc đó đối với một người khỏe mạnh không là gì cả. Mà đằng này là một đứa bé đói sắp chết. Nó mớm cho em nó xong một trái cam thì nó cũng kiệt sức, rồi nằm xuống bên cạnh em nó. Nó kết thúc cuộc đời với hơi thở cuối cùng. Nhưng lạ lùng đấy, qua cái chết của đứa anh thì đứa em hồi sinh, mở mắt và tròn tỉnh. Thưa anh chị em, chúng ta là con người, chúng ta khác loài vật lắm. Loài vật khi đói nó phải ăn vì đó là bản năng sinh tồn. Còn con người của chúng ta có ý chí, có lý trí, có nghị lực. Ta đói nhưng ta sẵn sàng nhường cái của ăn cho một người khác, nhất là người thân yêu của chúng ta. Cậu bé đã làm một việc không tưởng, hy sinh mạng sống để cho em nó được sống. Người phóng viên đã rơi nước mắt và luôn luôn day dứt trong lòng mình, tại sao có những em bé còn biết sống yêu thương dường ấy. Thì thưa anh chị em, qua cái hành vi của cậu bé trong cái câu chuyện, để chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu nói hơn nữa. Chúa Giêsu nói với chúng ta điều gì? Không có tình yêu nào lớn hơn là dám thí mạng sống của mình vì người mình yêu. Hôm nay chúng ta nghe tin mừng của Thánh Marco, một trang tin mừng thật hay và thật giá trị. Chúa Giêsu cũng đưa ra một cái hình ảnh của một tình yêu, của một lòng mến. Và chính từ cái tình yêu và lòng mến cao cả đó đã có một sự hy sinh lạ lùng, biết cho đi và cho đi tất cả. Hình ảnh mà Chúa Giêsu đưa ra hôm nay trong tin mừng không phải là hình ảnh của những kinh sư, không phải là những cái con người súng xính trong áo thùng, giàu sang trong tiền bạc, có địa vị, có chức danh, ngồi chỗ nhất trong hội đường, ngồi chỗ danh dự trong bàn tiệc. Chúa Giêsu không dùng những hình ảnh đó đâu thưa anh chị em. Nhưng mà tin mừng hôm nay diện Chúa Giêsu cũng nói đến giáo hội, nói đến các linh mục của Ngài. Giáo hội và các linh mục trong mọi thời đại luôn có một cái cám dỗ đáng sợ, đó là gì? Thích những địa vị,
thích chức quyền và thích bổng lộc, thích sự giàu sang. Hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài mời chúng ta trở về với cái con đường nên thánh. Phải nghèo đi mới nên thánh, giàu không nên thánh đâu. Đức Giêsu, Ngài là đấng thánh, Ngài đã đi cái con đường tình yêu trong cõi nhân gian này, cái con đường của sự nghèo khổ. Và hình ảnh mà tin mừng Chúa đưa cho chúng ta, hình ảnh của một người nghèo. Cái người nghèo tận cùng của xã hội, đó là một bà góa, một người đàn bà quả phụ. Hôm nay tin mừng Thánh Mát-cô mời chúng ta nhìn về Chúa Giêsu, nhìn theo ánh mắt của Ngài, lắng nghe lời nói của chính Ngài. Hôm đó Đức Giêsu đang ngồi ở những bậc thềm trước đền thờ Jerusalem, và Ngài nhìn về thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Ngài quan sát những người hành hương đến để bỏ tiền vào trong thùng tiền dâng cúng. Ta thấy câu tin mừng này nói với chúng ta, Chúa Giêsu không ở xa đâu anh chị em, Ngài ở đây, ở giữa cuộc đời của chúng ta đó. Ngài là Thiên Chúa làm người nhập thể một cách thực sự. Ngài quan sát đến mọi người, Ngài để ý tới những người chung quanh Ngài. Hãy có một ánh mắt như Đức Giêsu. Chúng ta không chỉ sống riêng cho mình, nhưng sống vì mọi người. Khi Chúa Giêsu Ngài quan sát, Ngài thấy điều gì xảy ra? Ngài thấy có rất nhiều người giàu đến bỏ rất nhiều tiền vào trong thùng tiền. Chúa Giêsu dường như không bình luận gì về người giàu bỏ tiền nhiều cả. Nhưng mà cái những người giàu bỏ nhiều tiền vào trong thùng tiền, đó là điều tốt thôi, vì đó là bổn phận của mỗi con người trước Thiên Chúa. Đồng tiền dâng cúng trong đền thờ để sử dụng trong đền thờ, lo đền thờ của Thiên Chúa một cách trang trọng, tốt đẹp, sạch sẽ, xứng đáng là nơi thờ phượng. Chúng ta có trách nhiệm. Chúa không bàn gì tới cái người giàu bỏ tiền vào trong thùng tiền cả, nhưng Chúa lại dõi mắt nhìn xem một người vừa xuất hiện, người đó là ai. Xin thưa, tin mừng ghi rằng một bà hóa nghèo. Ta biết vào thời Chúa Giêsu, đàn bà không được kể đến. Vào thời Chúa Giêsu thì đàn bà với trẻ em được xếp như nhau. Các bà, các cô, các chị thời đó không có cửa mà ngồi ở trong chính điện như thế này đó, ngồi ở bên vòng ngoài. Đàn bà bị coi thường, mà đây là bà hóa nữa, tức là mất chồng rồi, thân cô thế cô, không có ai bảo vệ cho cả. Do đó bà ta là một người hẩm hiu, phận bạc, nghèo. Mà dường như chúng ta thấy Chúa Giêsu thích nhìn những người nghèo hơn là người giàu. Còn thưa anh chị em các bạn thì có thích nhìn người nghèo không? Tôi thì tôi thích nhìn người giàu hơn. Người giàu họ ăn mặc áo quần đẹp lắm, mặt mày cũng đẹp, tóc tai cũng đẹp. Tôi biết một cái nhóm được gọi là nhóm nữ doanh nghiệp thành đạt người Công giáo của chúng ta. Trời ơi, họ đẹp quá sức đi. Họ xài mà nghe những cái ví của họ mười mấy triệu. Cái ví của tôi bỏ túi quần nó có 300 ngàn. Cái ví của họ mang trên vai mười mấy triệu. Nó giật là phải mà. Áo quần hàng hiệu, giày hàng hiệu, đồng hồ nhấp nháy cũng hàng hiệu. Thích nhìn lắm thưa anh chị em. Còn Chúa Giêsu Ngài cắt cớ, Ngài lạ đời. Người giàu súng xính trong những quần áo thụng xinh đẹp, Ngài không nhìn. Nhìn một người đàn bà hóa phụ nghèo. Mà cái bà hóa này á, ta biết những người nghèo họ đi, họ đâu có ngước mặt lên trời đó. Những người nghèo thường cúi gầm xuống dưới đất. Bà xuất hiện lẻ loi, không ai đếm xỉa tới bà cả. Bà biết phận mình. Bà tiến đến đồng thùng thùng tiền và làm gì? Bỏ vào đó chỉ có 2 đồng tiền nhỏ, mà tin mừng ghi rất là rõ, 1/4
của đồng xu Roma. Đồng xu thì nó là tiền cuối cùng rồi. Nhưng mà không biết sao Chúa Giêsu ngài tò mò quá sức, bỏ có hai đồng tiền nhỏ mà ngài thấy. Mà thường khi bỏ tiền vào trong oi đó, thưa anh chị em, nhớ khi chúng ta bỏ tiền vào cái giỏ tiền trong nhà thờ, hãy nhớ Chúa Giêsu đang nhìn xuống bàn tay của chúng ta đó, nhìn xuống cái cõi lòng của chúng ta đó. Không phải ngài coi chúng ta bỏ bao nhiêu, nhưng bỏ vào đó hãy bỏ bằng một tấm lòng. Ông Trịnh Công Sơn nói hay lắm: ta trao cho em một chút tình, nụ cười mới khúc khích trên lưng. Ta bỏ 100 đô la mà bỏ vì ta giàu, ta chả thiết tha gì một tấm lòng, thì thưa anh chị em không đáng giá là bao đâu. Ta bỏ vào chỉ một vài ngàn thôi, nhưng với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa thì đó là đồng tiền vô giá. Cái người nghèo bỏ tiền nó khác cái người giàu lắm. Người giàu thường thường bỏ vào tay với ngửa ra để thấy là 100 ngàn, 200 ngàn. Còn người nghèo ít tiền, đồng cái bàn tay nắm chặt lại để không ai thấy cả. Vậy mà Chúa Giêsu ơi, Chúa lại thấy. Khi ngài thấy cái hình ảnh đó, tôi thiết nghĩ Chúa là một đấng giàu lòng xót thương, ngài chắc cũng chạnh lòng thương xót. Do đó ngài mới nói với các môn đệ của ngài: này thầy bảo thật cho anh em, chính bà hóa nghèo này đã bỏ nhiều tiền nhất. Thì chúng ta mới hỏi với nhau, Chúa Giêsu không biết tính toán là sao? Hình như ngài không biết tính tiền. Những người bỏ nhiều thì ngài không đếm xỉa, người bỏ có hai đồng tiền thôi thì ngài bảo rằng bỏ nhiều nhất. Tại sao là bỏ nhiều nhất khi chỉ có hai đồng tiền? Chúa trả lời cho chúng ta đây: nhiều người bỏ vào đó tiền dư bạc thừa, còn bà hóa này đã bỏ vào đó tất cả tài sản của bà, số tiền mà bà dùng để sinh sống. Có nghĩa là gì? Bà cho ít lắm đấy, thưa Chúa, nhưng mà thưa Chúa, đó là con cho tất cả những gì con đang có. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, người đàn bà hóa trong câu chuyện hôm nay là một bài học của một tấm lòng cao cả, biết cho đi tất cả cho đến tận cùng, làm đẹp lòng Thiên Chúa xiết bao. Nhưng mà tin mừng và ý nghĩa không chỉ dừng lại ở cái chỗ này, nhưng còn đẩy chúng ta thêm một cái ý nghĩa khác. Cái hình ảnh của người bà hóa nghèo biết cho đi tất cả hôm nay, đó là hình tượng của Đức Giêsu, một vị Thiên Chúa làm người mà Thánh Phaolô diễn tả. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã hóa mình ra không, mặc lấy thân phận của phàm nhân, sống như người tôi tớ. Có nghĩa là gì? Đức Giêsu ngài là Thiên Chúa giàu có, nhưng ngài trở nên nghèo để cho chúng ta giàu có. Có nghĩa là gì? Chúa cho đi tất cả thân phận của một vị Thiên Chúa, trao cho chúng ta thân mình của ngài, máu của ngài, giá máu của ngài đổ cho đến giọt cuối cùng trên cây thập tự giá. Vì cái gì? Vì một tình yêu, vì một lòng mến. Ngài cho chúng ta tất cả để chúng ta được sống. Ngài cho chúng ta tất cả để chuộc lại tội lỗi của nhân loại này. Chúa Giêsu đã cho đi. Vậy thì tôi và anh chị em cùng các bạn, chúng ta đã biết cho đi chưa? Cho Chúa bao nhiêu? Cho đời bao nhiêu? Cho tha nhân bao nhiêu trong cuộc đời của chúng ta? Một triết gia người Pháp nói một lời rất hay: khi con người chúng ta chết, bàn tay của chúng ta không cầm nắm được cái gì trên cuộc đời để mang theo đâu, chỉ còn cầm được những gì mà chúng ta khi còn sống biết cho đi. Đúng vậy, thưa anh chị em,
khi chúng ta giả từ cuộc đời không mang được gì theo cả. Nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, đô la, vàng bạc, chúng ta không nắm được một chút gì cả. Chỉ còn nắm được cái gì? Những gì chúng ta đã biết cho đi. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội đang sống trong tháng các linh hồn. Cái mùa này được gọi là mùa của sự báo hiếu. Tôi thì vẫn thích gọi là mùa của sự trả nợ tình xa. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta mắc nợ nhau về một lòng mến trả hoài không hết. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta có cha, có mẹ, có ông bà, những đấng sinh thành, cưu mang, dưỡng dục chúng ta nên vóc, nên hình. Do đó cái mùa linh hồn về, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận báo hiếu, tỏ lòng thảo hiếu đối với ông bà tổ tiên của chúng ta. Vậy thì chúng ta báo hiếu như thế nào đây? Tôi lại nghĩ đến bài tin mừng hôm nay, hãy báo hiếu bằng hai tiếng cho đi. Trước nhất chúng ta cho đi, chúng ta cho Thiên Chúa cái gì đấy này? Cho Thiên Chúa thời gian, cho Thiên Chúa những phút giây chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ mệt mỏi trong những thánh lễ. Chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề trong việc giữ đạo. Nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện, làm sao chúng ta có thể đứng vững trước cái cuộc đời đầy đổ vỡ, đầy tan tóc này? Chúng ta cho Chúa sự cầu nguyện, cho Chúa thời gian, Ngài sẽ cho chúng ta lại điều gì? Ân sủng, tình yêu, sức mạnh của Ngài để giúp chúng ta đứng vững ở trên đường đời. Cái cho đi thứ hai đó là chúng ta cho đi những gì chúng ta đang sở hữu cho những người nghèo. Người nghèo đang ở bên cạnh chúng ta đầy dẫy. Một chị Việt Kiều ở bên Mỹ nói với tôi: thưa cha, trước đây con đi xe hơi Camry, cứ mỗi năm thì con lại thay xe mới. Mỗi lần thay xe mới thì phải bù 6.000 đô la. Bây giờ con nghĩ lại, con sử dụng tiện nghi hết sức là sung sướng. Nhưng mà con còn nghĩ lại, rất nhiều người không có tiền mà ăn. Từ đó con không đổi xe nữa, dành tiền trao cho người nghèo. Nếu như những người giàu ở trên thế giới này biết thương người nghèo, chắc chắn không có thế giới của sự nghèo đói bao giờ. Hãy cho đi. Tin mừng với một tiếng vang mời gọi chúng ta cho đi và cho đi. Sự cho đi thứ ba là cho đi giờ giấc kinh nguyện, những thánh lễ chúng ta dâng, những tràng chuỗi băng côi chúng ta đọc, dành cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Thánh Anh Bông Sô có nói, càng dâng thánh lễ nhiều, càng lần chuỗi băng côi nhiều, các linh hồn sẽ hưởng nhờ nhiều. Trong tháng này chúng ta nhớ tới các linh hồn để biết cho đi, dành những ơn ích cho các ngài. Và mỗi khi mà chúng ta nhớ một tràng chuỗi băng côi, một thánh lễ chúng ta dâng, thì biết bao nhiêu linh hồn đang hưởng nhờ. Chắc chắn chúng ta sẽ không lười biếng mà thêm sốt sắng và siêng năng. Để có thể cho đi, cần có một tấm lòng. Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của tình yêu, xin Ngài mở rộng tâm hồn của chúng con ra, để chúng con mới biết mở đôi tay của mình ra mà cho đi tất cả. Amen. Anh chị em thân mến, ta biết cái ông vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ông vua Bảo Đại cũng giỏi lắm, cũng tài năng lắm, nhưng mà là ông vua không gặp thời. Người ta nói đến thời của vua Bảo Đại, vận khí của nhà Nguyễn chấm dứt sau khi kéo dài gần 200 năm. Vua Bảo Đại lắm tài mà cũng nhiều tật. Ông có cái tật thứ nhất là tật xa hoa. Từ cái dọc dài của dải đất Việt Nam hình chữ S của chúng ta, cái chỗ nào mà có cảnh đẹp, vua Bảo Đại đều cho xây
những biệt điện cho riêng mình. Nếu như chúng ta ra mũi né Phan Thiết thì còn thấy cái lầu ông Hoàng đứng chơ vơ. Trong cái nhạc phẩm Hàng Mặc Tử chúng ta nghe có câu hát đấy: Hàng Mặc Tử xuôi về quê cũ, nấu thân nơi nhà hoan. Rồi tới cái đoạn là lầu ông Hoàng đó, thở nao chân Hàng Mặc Tử đã qua. Rồi khi đến Nha Trang, ông cũng xây một cái biệt điện, lên Buôn Ma Thuột một biệt điện, rồi vòng về thành phố Đà Lạt, ông xây ba cái biệt điện, được gọi là dinh 1, dinh 2 và dinh 3. Rồi ngoài cái thói xa hoa ra, Bảo Đại còn có một cái thói khác, đó là thói trăng hoa. Trăng với hoa đấy là nói về cái tình cảm của con người, của người nam và người nữ. Ông có khá nhiều người yêu và khá nhiều người vợ. Nhưng mà trong cái số những cái người vợ của ông ấy, thì Nam Phương Hoàng Hậu là người mà ông yêu nhất trên đời. Ông viết về Nam Phương Hoàng Hậu trong cuốn hồi ký Con Rồng An Nam như thế này: Bây giờ đã mấy mươi năm trôi qua rồi, mỗi khi nghĩ về Nam Phương Hoàng Hậu, tôi còn thấy như mới hôm qua đây thôi, lòng tôi rạo rực và rung động. Nam Phương Hoàng Hậu, một người đàn bà xinh đẹp, nết na hiền thục, một người vợ đã cho tôi tất cả tình yêu của nàng. Nam Phương Hoàng Hậu là ai mà vua Bảo Đại ca tụng như vậy? Thưa anh chị em, bà là người có nhà giàu, là người có đạo Công giáo như chúng ta. Khi nghe vua Bảo Đại cầu hôn, bà không có vội nhận lời đâu. Nếu như tôi là con gái mà được ông vua cầu hôn, tôi gật đầu ok liền tức khắc. Làm vợ vua mà, bậc bẩu nghi thiên hạ đâu phải đơn giản đâu. Vậy mà Nam Phương Hoàng Hậu lúc bấy giờ lại ra ba điều kiện với nhà vua. Điều kiện thứ nhất, tôi không phải lạy vua, vì tôi chỉ lạy Thiên Chúa của tôi thôi. Vua Bảo Đại ok. Điều kiện thứ hai, tôi phải được giữ tất cả những lễ trọng bên đạo Công giáo của tôi. Vua Bảo Đại gật đầu ok. Điều kiện thứ ba, những đứa con tôi sinh ra dưới hoàng thượng đều phải được chịu phép chữa theo đạo của mẹ. Cả ba điều kiện đó ông vua Bảo Đại đều gật đầu chấp thuận. Vì sao? Vì Nam Phương Hoàng Hậu là một trang tuyệt thế danh nhân, bà đẹp nhất nhì của vùng Đông Nam Á chúng ta. Tôi nhìn xuống các cô hay là mấy cái chị ca đoàn á, cũng đẹp, nhưng mà không bằng cái góc của bà Nam Phương Hoàng Hậu. Cho nên cái ông Bảo Đại ông mê mẩn như vậy. Nhưng mà cái cuộc đời của bà Nam Phương Hoàng Hậu đáng để chúng ta suy ngẫm. Bà sống với một người chồng không chung thủy, mà đời của bà là một chuỗi dài bất hạnh. Làm hoàng hậu chưa bao lâu thì vua Bảo Đại đã phải thoái vị, rồi dẫn vợ con đi lưu vong bên đất Pháp. Trong những ngày lưu vong á, vua Bảo Đại vẫn thói nào tật đó, vẫn trăng hoa. Nhưng bà Nam Phương một dạ yêu chồng, lo cho năm đứa con, hai hoàng tử và ba công chúa nên người. Bà qua đời mới ngoài 50 tuổi vì căn bệnh ung thư. Cái cuộc đời của bà, thưa anh chị em, ta phải nói rằng cái một cái cuộc đời đầy chữ yêu, để xây nên một cái tổ ấm trong gia đình. Mà cái đặc biệt đó là gì? Phải chăng chính cuộc đời đầy tình yêu thương đó mà đã khiến cho ông vua Bảo Đại cuối đời quay trở về với đạo Công giáo của chúng ta. Thưa anh chị em, tình yêu nó có sức mạnh vạn năng, nó có thể biến đổi được những con người khô khan và nguội lạnh. Người ta nói thế này, trong cuộc sống con người của chúng ta có hai cái vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm, đó là sống và chết. Nhưng mà đúng hơn, tình yêu mới là vấn đề quan trọng nhất.
Bởi vì sống chết nó thuộc về thân phận rồi, mà thân phận thì chúng ta thấy nó ngắn ngủi, nó mong manh. Em ơi, có bao nhiêu đâu, 60 năm, 70 năm cuộc đời là chấm hết. Còn tình yêu nó còn mãi với thời gian, với năm tháng. Cho nên phải sống và chết cho tình yêu. Nữ sĩ Xuân Quỳnh, bà viết một bài thơ tình khá hay, có tựa đề Thư Tình Cuối Mùa Thu, được phổ nhạc và trở thành một nhạc phẩm khá nổi tiếng. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt qua, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Vỗ tay. Chắc là thấy tôi hát hay quá chứ gì, ngơ ngẩn hả? Và bà viết tiếp: mùa thu ra biển cả, theo dòng nước bao la, mùa thu về hoa cúc, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Lá vàng nó sẽ rơi xuống, nó trở về với cội nó, nước nó sẽ trôi ra đại dương, năm tháng sẽ dần trôi, tình yêu thì ở lại. Cho nên tình yêu nó đóng một cái vai trò cần thiết trong cuộc sống của con người của chúng ta, và nó càng quan trọng cốt thiết trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của chúng ta. Hôm qua tôi nói với chị em về cái chủ đề đời người là hạt bụi. Nó hơi buồn phải không anh chị em? Nhưng đúng. Hôm nay tôi nâng cái chủ đề lên hai tiếng tình yêu. Chữ yêu trong đời sống gia đình. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngài nói như thế này: nếu muốn thế giới này hết chiến tranh, hận thù, khủng bố, chém giết, thì gia đình phải là một tổ ấm yêu thương. Chính xác thưa anh chị em, hay nói cách khác, gia đình hôm nay là thế giới của ngày mai. Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim, ngài triệu tập Thượng Hội đồng Thế giới, Giám mục Thế giới, đưa ra cái đề tài bàn về vấn đề gia đình. Rồi mới đây ngài ban hành cái tông huấn niềm vui và tình yêu trong đời sống gia đình. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta bắt đầu đi dần vào cái chữ yêu, để xem ra nó cần thiết như thế nào trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng của chúng ta đây. Trước hết chúng ta thử định nghĩa xem tình yêu là gì. Trước đây có cha Vũ Khử Phụng, ngài là người rất giỏi, văn chương lưu loát. Có lần tôi chỉ là môn đệ rốt bét của người thôi. Có lần tôi hỏi ngài: theo cha, cha có thể giải nghĩa được hai tiếng tình yêu không? Ngài lắc đầu. Bây giờ các anh chị em nhìn lên cái hàng ghế đồng tế, có các cha, nhiều cha trẻ cũng đi du học về giỏi lắm, thử hỏi rằng: thưa cha, cha có định nghĩa được tình yêu không? Chắc ông nào cũng lắc đầu. Có một nhà văn viết về tình yêu như thế này: tình yêu nó là cái bóng của ta, ta theo nó chạy trốn, ta trốn chạy nó đuổi theo ta. Là tình yêu nó giống như một cái con quái vật kỳ lạ, ta không bắt, không nắm được nó bao giờ. Nhà thơ tình Xuân Diệu được gọi là nhà thơ tình thời cận đại, ông cũng thử định nghĩa về tình yêu như thế này: làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chấm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Không thấy giải thích cái gì tình yêu cả, toàn là sắc màu, toàn là hình ảnh thôi. Nhà thơ Hàn Mật Tử, tài cao nhưng bạc phận,
bị bệnh cùi qua đời khi 29 tuổi thôi. Nhưng 16 tuổi ông đã có bài thơ đăng trên thi đàn của Việt Nam rồi. Ông viết về tình yêu hay lắm. Ông viết như thế này: thôi hãy lặng thinh chớ nói nhiều, hãy nhìn dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, rồi để cho trời giải nghĩa yêu. Chúng ta không giải nghĩa được tình yêu, để cho ông trời giải nghĩa thôi. Cho nên xin thưa anh chị em, tình yêu nó là một cái gì muôn màu đa dạng. Ta không nắm bắt được nó, ta chỉ cảm nhận được nó qua hình ảnh, qua sắc màu mà thôi. Một hạt sương long lanh trên cành lá, một tia nắng vàng rơi xuống bên sông cửa, một cơn mưa bất chợt buổi chiều buồn. Tình yêu ấy, một ánh mắt trong xanh của ai đó, một chiếc răng khểnh, một nụ cười e ấp, một mái tóc ống mượt. Tình yêu đấy. Và tình yêu nó nằm trong những ca khúc ngọt ngào. Hôm qua tôi nói với anh chị em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được gọi là người viết tình ca hay nhất thế kỷ. Chính xác lắm. Ông viết như thế này, anh chị em thấy hay không? Nắng có hồng bằng đôi môi, bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nó quá hay, những cái ca từ của Trịnh Công Sơn. Nắng nó hồng, nó đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng đôi môi của em. Thành ra tôi nói với quý bà, quý cô, đừng có sơn son thép vàng lên môi làm gì. Sơ sơ thôi, tạo hóa làm nên đôi môi của chúng ta vừa đủ sắc màu, đẹp hơn cả tia nắng. Anh chị em nhìn tôi đâu có đánh son đâu. Đấy, mà môi tôi vẫn đẹp. Hôm qua tôi nói tôi, người ta nói tôi là già. Bữa nay tôi nói thêm một điều nữa. Có người nhìn tôi nói: ông cha này ông đi tu là phải rồi, chả đẹp gì hết. Nó là ở đời nó chê rồi đi tu. Tôi nghe vậy tôi cũng buồn chứ. Thành ra ngày nào tôi cũng soi gương hết. Cái bí quyết để mình thấy mình đẹp là cứ soi gương một ngày 9-10 lượt, nhìn hoài, quen đi, thấy mình dễ thương. Bây giờ các cô gái trẻ Sài Gòn sơn môi màu tím chứ không phải màu đỏ nữa. Màu tím là màu của xác chết. Thành đã thấy những cái cô gái sơn môi màu tím, tôi cứ nghĩ đó là những xác chết di động trên đường phố. Nắng có hồng bằng đôi môi em, tuyệt vời. Nhà thơ tình Nguyễn Bính, chắc anh chị em biết cái bài mà hôm qua em đi tỉnh về, nó hay lắm. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều. Bây giờ nó đổi ra hương đồng gió nổi bay đi hết rồi. Ông viết cái lời thơ tình hay lắm. Ông viết như thế này: trăng lên đến nớ rồi tề, nói răng thì nói mà về kẻo khuya. Ngồi với nhau không biết thời gian không gian gì hết, quên hết. Cuối cùng giật mình mới nhắc cho người tình mình: nói răng thì nói đi anh đi em, mà về kẻo khuya. Tình yêu nó là cái gì êm ái, ngọt mật, nồng say, đậm đà. Chúng ta không định nghĩa được tình yêu, nhưng có một điều chúng ta biết được tình yêu nó phát xuất từ đâu. Mà chúng ta không phải tự mình biết. Chính Thánh Gioan Tông Đồ viết trong thư thứ nhất của Ngài như thế này: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai sống trong tình yêu thì nhận biết Thiên Chúa. Vì yêu mà Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, để thông chia hạnh phúc của Ngài cho muôn loài muôn sinh linh. Khi Thiên Chúa tạo dựng những muôn loài, Ngài phán một lời: hãy có trời, có trời, có đất, có đất, có cây cỏ thì có cây cỏ. Còn khi dựng đến con người, chúng ta thấy là cả một kỳ công.
Nhưng mà bây giờ người ta nói con người mình là gì? Động vật cao cấp. Họ nói vậy chúng ta nghe cũng buồn, không phải buồn cho mình mà buồn cho họ. Họ không chịu học lời Chúa. Con người là kỳ công của tạo hóa mà gọi là động vật cao cấp. Tức là ở trên mấy con mèo, con chuột, chuốt vậy thôi, có gì đâu. Chúa dựng nên con người bằng cái gì? Đôi bàn tay yêu thương của Ngài. Lấy đất sét nắng và nền người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, con người có sự sống. Sự sống của Thiên Chúa mà sao gọi là động vật cao cấp? Khi Chúa dựng nên Adam, Chúa thấy điều đó tốt đẹp. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa không chỉ dựng nên Adam và để cho Adam đi tu. Tôi nói thật, nếu Adam đi tu không có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao hình như người ta cứ ghét mấy ông cha, mà đặc biệt là mấy ông cha dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà này. Trời ơi, nhìn mấy ông cha cái ông nào có mặt cũng hiền khô, có làm gì hại ai đâu. Ngày ngày dân thánh lễ ở chung với nhau đọc kinh, quỳ gối 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót Chúa, không chỉ cho mình, cho nhân loại này nhận ra lòng xót thương của Chúa. Ngồi ăn cơm với nhau không thấy một bóng hồng nào cả, mà sao mấy ông cha này không điên ta? Rồi cũng giỡn chọc nhau vui vẻ, có gì ai cho bỏ chung với nhau, mà tiền thì không biết có bỏ riêng không. Chắc không có đâu các cha ha. Mọi sự là của chung, không riêng tư. Không có làm hại ai cả, không nhậu nhẹt, không bia ôm, không cà phê đèn mờ, không nhảy nhót cả các vũ trường. Tại sao người ta ghét? Chỉ có điều mấy ông cha này lâu lâu thấy xã hội nó bất công, bất bình, nó bất an, lên tiếng nói. Tôi nói mấy ông thấy Hà này dạng gặp tôi chả dám nói, tôi sợ mất mạng của mình. Có lợi gì đâu. Nói để làm gì? Không phải nói để ghét bỏ, để lên án, nhưng mà nói để trả lại sự bình an và công lý hòa bình cho con người. Con người phải sống trong yêu thương chứ. Tôi vẫn lý luận thế này, tôi không có tài để nói những cái câu chuyện lớn như các cha đây, mà tôi chỉ nghĩ một điều: mọi người được sinh ra đều bình đẳng như nhau, bởi vì mọi người từ Thiên Chúa mà ra. Nhớ như vậy thì chúng ta thương nhau lắm. Cho nên nếu như chỉ có ông Adam á, thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà Chúa lại nói như thế này: ta sẽ tạo nên một trợ tá tương xứng với người đàn ông. Tương xứng là ngang bằng đó nghe anh chị em. Các ông chồng, các anh đừng bao giờ đánh vợ, chửi vợ mình tội nghiệp. Từ ngàn xưa Chúa đã dạy điều đó rồi. Và Chúa trong một giấc ngủ mê ập xuống Adam. Adam ngủ trong mê mệt, Chúa rút xương sườn Adam làm nẻ và. Thành ra cái người Hồi giáo á, họ cũng tin một kinh thánh cựu ước như chúng ta. Người chồng gọi vợ là gì? Cái xương sườn của tôi ơi. Hay quá, tối nay về thử gọi đi. Cái xương sườn của tôi ơi, không phải là ông cha Dũng nói đâu, kinh thánh Thiên Chúa nói. Người Do Thái thì gọi vợ mình là gì? Cục thịt của tôi ơi. Trời ơi, vợ mà kêu là cục thịt. Bởi vì Chúa rút cái xương của Adam làm đến Eva. Bởi vì khi Adam thức dậy thốt lên rằng: xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Người Việt Nam mình xin lỗi, nói cũng hay lắm. Kêu vợ là gì? Nhà ơi. Không hiểu nổi, vợ là cái nhà sao? Nhưng mà câu thứ hai là hay: mình ơi, mình à. Hay quá. Mà khi có chút rượu ngà ngà vào, mày ơi. Cũng nhanh chóng lắm, thiết thực lắm. Và khi Adam đoàn tỉnh giấc nồng, thấy Chúa đã dẫn Eva đến trước mặt mình, không biết đó là cái giống gì. Bây giờ tôi nhìn các bà, các cô, tôi nói: các bà, các cô, Adam không biết cái giống gì hết trơn á. Tự nhiên nó xuất hiện thôi.
Thành ra ta nghe ông Madame Cà Lâm nói gì anh chị em biết không? Khoen này đằng ấy là xương của xương tôi, là thịt của thịt tôi. Người ta nói đó là câu tỏ tình hay nhất của người đàn ông dành cho đàn bà, là câu tỏ tình đầu tiên của con người dành cho con người trên mặt đất này. Hay quá, chính xác. Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi đấy. Cho nên một nhà kinh thánh lại nói rằng khi Chúa dựng nên Eva xong thì công trình tạo dựng mới kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn. Cho nên thưa anh chị em, chính Thiên Chúa tác tạo nên con người, chính Thiên Chúa gắn kết con người trong một tình yêu không chia lìa. Từ đây người đàn ông sẽ gắn bó với vợ mình, cả hai đến một xương một thịt với nhau suốt đời. Nhưng mà lại oái âm thay, nếu nha đa me và vẫn cứ ở mãi trong khu vườn địa đàng hạnh phúc, vẫn nghe lời của Chúa, chắc không có điều gì xảy ra đâu, không có nhân loại con cháu đau khổ như ngày hôm nay đâu thưa anh chị em. Thiên Chúa nói trước qua đa me và cây giữa vườn đó, các ngươi đừng có ăn nghe, ăn vào sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy cái gì bảo đừng, chúng ta lại thích khám phá. Eva ra cái cây và ngó xem, tại sao Chúa cấm ta? Nhìn cái trái nó ngon quá, nó láng, nó mượt, nó thơm quá. Lại thêm con rắn hiện thân của quỷ dữ nói với Eva, ăn đi bà ơi, bà ăn vào đi ngon lắm, bà sẽ bằng Đức Chúa Trời. Cái cám dỗ đáng sợ. Nếu như tôi, chắc tôi không có ăn đâu. Đằng này bà Eva ăn, mà nếu như bà Eva không ăn ấy, thì chắc không có tôi ngày hôm nay đâu. Không có chúng ta đâu anh chị em. Ăn trái cấm vào, chợt nhìn xuống thấy mình trần truồng tội lỗi. Cái độc đáo của Kinh Thánh ấy, nhìn xuống thấy mình trần truồng, mà trần truồng là gì? Là tội lỗi. Vậy mà bây giờ cái xã hội ngày hôm nay, các cô gái trẻ đẹp ăn mặc thiếu vải. Thiếu vải là gì? Trần truồng đấy. Mà trần truồng là gì? Sinh tội đấy. Tôi nghĩ nếu mà tôi làm chủ tịch nước á, tôi sẽ ra một cái đạo luật, những ai mà ăn mặc quá ngắn á, quá thiếu vải, phạt. Chả thấy phạt gì hết trơn. Thành ra cái đạo đức của xã hội càng ngày càng suy đồi. Tôi đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, đến cái ca mà chấn thương sọ não sức dầu. Anh chị em biết tôi có hỏi một người lý do sao mà chấn thương sọ não như thế này. Anh ta trả lời, thưa cha, con đi ngoài đường, con ngó ngang ngó dọc, đụng xe. Làm gì ngó ngang ngó dọc? Nếu mà cha như con, cha cũng ngó à. Con gái nó xinh quá đi cha ơi, chết thì ráng chịu. Khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội rồi, hậu quả là gì? Ra khỏi vườn địa đàng. Từ ngày Nguyên Tổ ra khỏi vườn địa đàng rồi, địa đàng vẫn còn đó, nhưng sắc màu đã đổi thay. Từ ngày Nguyên Tổ phạm tội rồi, tình yêu vẫn còn đấy chứ, nhưng mà cái tình yêu thương trân trọng, phục vụ yêu thương nhau, nó đổi mất cái màu. Nó trở thành một cái tình yêu thèm muốn, chiếm đoạt và làm chủ. Cho tâm của chúng ta thấy, nó từ ngày Nguyễn Tổ phạm tội, nó để lại một cái hệ lụy cho con cháu, mà chúng ta gọi theo cái gọi của giáo lý của chúng ta là tội Nguyên Tổ. Từ ngày đó tội lỗi tràn ngập trên thế gian này. Hôm nay tôi gửi đến anh chị em và các bạn trẻ hai cái tội thôi, để chúng ta suy gẫm với nhau. Mà tôi nghĩ rằng hai cái tội này là hai cái tội đáng sợ nhất. Tội thứ nhất đó là tội ganh ghét. Ta thấy gia đình chém giết nhau, anh em giết nhau. Cựu Ước kể lại, Cain vì ganh ghét với thằng em của mình là Abele, vì nó đẹp hơn mình, trắng trẻo hơn mình, cái tâm nó tốt hơn mình, nó dâng lễ vật tốt đẹp, Thiên Chúa nhận lời nó. Còn ngược lại Cain thì hoàn toàn không được như vậy, thành ra ganh ghét với đứa em trai ruột của mình, xuống tay hà sát, giết chết người em. Và cái hệ lụy đó nó tiếp diễn mãi suốt dọc dài của lịch sử loài người cho đến ngày hôm nay.
Ông bà mình có câu nói hay lắm, thưa anh chị em: con gà nó tức nhau tiếng gáy. Con gà đây là con người chứ ai. Ông bà mình ví von như vậy, đâu có ai muốn người khác gáy hay hơn mình đâu. Thánh Phaolô khuyên chúng ta điều gì? Vui với người vui, khóc với người khóc. Thú thực với anh chị em, khóc với người khóc dễ lắm. Người khóc người thất bại hơn mình, người khóc người bất hạnh hơn mình, dễ khóc với họ. Còn vui người vui khó lắm. Vì người vui người ta thành công hơn, người ta giàu có, người ta trình độ hơn. Đâu có ai muốn người khác hơn mình mới nảy sinh ra cái bệnh ganh ghét. Ganh ghét đẩy tới đố kỵ để tị hiềm, nói hành, nói xấu, hạ nhau rồi hại nhau, thậm chí giết nhau. Tôi ngồi tòa ở thực với anh chị em, đa số chúng ta từ giáo dân tới linh mục hay là nam nữ tu sĩ đều xưng một cái tội giống nhau. Thưa cha, con có tội ganh ghét. Có lần tôi hỏi một cái chị đàn bà: con phạm, chị xin với tôi như thế này: thưa cha, con phạm tội ganh ghét 100 lần. Tôi hỏi vậy cho chị xưng tội cách đây bao lâu? Thưa cha, 3 tháng. Thế thì 3 tháng có 90 ngày, lấy 100 lần chia cho 90 ngày thì một ngày phạm tội ganh ghét hơn 1 lần. Nói vậy thôi, nói anh chị em tội nghiệp chứ tôi cũng vậy à. Nhiều khi tôi nghe xưng thưa cha con có tội ganh ghét thì tôi cũng nói ngược mà nói thầm thôi: cha cũng giống vậy đó con ơi. Nhiều khi mà ganh ghét khiến cha mất ngủ mất ăn kìa. Chúng tôi cũng bị cái tội này nặng lắm, thưa anh chị em. Anh chị em biết cái bây giờ ở miền Nam, ở Sài Gòn có 2 cái ông cha nổi tiếng, đó là cha Trần Đình Long và cha Nguyễn Sang. Cha Nguyễn Sang từ ngày mà ngài cất tiếng hát vì người nghèo, trời ơi, người ta mua đĩa của ngài nhiều lắm. Ngài được mời qua bên Úc, bên Mỹ, Canada để trình diễn. Ngài nói với tôi như thế này: con bán đĩa và người ta giúp cho tiếng hát của người nghèo của con tới hôm nay nếu tính ra được 30 tỷ, tôi trong mặt. Nếu mà hát thì Nguyễn Sang hát sao qua tôi. Nhưng mà thôi, tôi nhường cho ngài. Tôi chỉ ra bài giảng bán thôi. Tôi ra được trên 22 chủ đề. Đĩa của cha Nguyễn Sang 30 ngàn một đĩa, đĩa của tôi 10 ngàn, mà không có ma nào nó mua hết. 4 năm làm đĩa bán tính ra khoảng chừng 50 triệu thôi. 50 triệu so với 30 tỷ của cha Sang nhỏ bé quá sức. Thành ra đêm đêm giật mình nghĩ tới tiếng hát vì người nghèo của linh mục Nguyễn Sang, mất ngủ, thưa anh chị em. Ganh ghét đó. Một vị thánh nữ có nói: nếu như ta đừng ganh ghét và đừng nói hành nói xấu nhau thì đủ điều kiện lên thiên đàng. Hay quá sức. Một nhà tâm lý có nói như thế này: cái bệnh ganh ghét nó chết sau con người 1 giờ đồng hồ. Tức là chúng ta chết rồi, cái thằng ganh ghét 1 giờ sau nó mới chết. Ớn lạnh, chị em thấy kinh khiếp chưa? Thánh Phaolô mới nói như thế này: anh em ơi, lòng mến thì không ghen tương, không hận thù. Mà chúng ta cũng chắp tay, chúng ta nói ngược với ông Thánh Phaolô: ông Thánh Phaolô ơi, chúng con chưa có lòng mến, thành ra đời chúng con vẫn cứ mãi chìm trong ganh ghét. Cái tội thứ hai là cũng là một cái tội đáng sợ, xin thưa anh chị em, đó là tội tà dâm. Sách Cựu Ước có kể với chúng ta về ông vua David. Vua David là thánh vương đấy, vậy mà cũng ngã trong cái tội tà dâm này. Ông chiếm đoạt vợ người để thỏa mãn xác thịt. Sau khi chiếm đoạt xong, ông là giết người chồng của người đàn bà đó, đẩy cái người chồng là tướng của ông ra mặt trận sung yếu nhất, dùng tay quân giặc để giết chết cái người tướng và người chồng tội nghiệp ấy để trừ hậu họa sau này.
từ cái tà dâm, ông vua đã biết phạm cái tội chiếm đoạt vợ người. Chiếm đoạt vợ người xong phạm theo cái tội thứ hai, giết người. Nhưng mà sau này vua David thành tâm sám hối quay về, ông được thứ tha, ông mới được gọi là thánh vương. Cái độc đáo trong cái niềm tin của chúng ta đó là gì? Tội cỡ nào nhưng quay về thì vẫn có thể làm thánh vương, vì tình của Chúa cao hơn tội của chúng ta. Đức Phật Thích Ca nói một lời cũng hay lắm. Đức Phật Thích Ca nói như thế này: trong các thứ tội thì tội tà dâm là tội nặng nhất. Tội tà dâm sẽ khiến con người không được cõi niết bàn. Chính xác đó anh chị em. Một nhà tu đức nói như thế này: nhu cầu về xác thịt lớn hơn cái nhu cầu về ăn uống. Đúng quá sức. Một ông thầy già ở trong nhà dòng, bây giờ ngài qua đời, ngài để lại cho tôi một cái di chúc bất hủ. Ngài 90 tuổi mà ngài nói như thế này nè anh chị em. Ông cha biết không, tôi từng tuổi này mà cái sự ấy nó vẫn còn. Không biết sự ấy là cái quá gì không biết. Tôi thì cũng ngơ lắm. Mỗi chiều đó ra nhà thờ đi lễ, thấy mấy đứa con gái nó ăn mặc cũng cẩn, tối về không tài nào ngủ được. Tội nghiệp ông thầy già 90. Giờ ông mới nói với tôi: cha còn trẻ nha, thời bây giờ yêu quá nhiều lắm đó, cha mà giữ mình đi nha. Tôi nói thầm, tôi nói trời ơi, đàn bà con gái người ta cha nói yêu quá. Ngày hôm nay cái tội tà dâm nó tràn ngập trên mặt đất này. Vì sao thưa anh chị em? Thế giới ngày hôm nay chủ trương tôn thờ chủ nghĩa, khoái lạc, hưởng thụ, xác thịt. Rồi cái xã hội ngày hôm nay chúng ta là thấy một cái xã hội suy đồi về mặt đạo đức. Do đó mà cái văn hóa của hôm nay ta gọi là văn hóa thời đại, nó nhảy vào trong cái vòng chiến, trong cuộc chiến này, đánh gục chúng ta vì cái vấn đề giới tính, xác thịt, tình dục tràn lan ở trên báo đài. Tôi nói thật anh chị em, tôi thích đọc báo thể thao lắm. Mà bây giờ báo thể thao nó cũng đưa những hình ảnh khiêu gợi lên báo. Tôi mới đầu tôi coi, nói nhỏ anh chị em nghe thôi nghe, thấy hình ảnh con gái đẹp cũng ngó chút coi thử thế nào. Nhưng mà từ đó về sau không bao giờ tôi dám đọc báo thể thao nữa hết. Vì tôi cũng là con người. Con người thì ai cũng yếu đuối. Thánh Phaolô dặn chúng ta những điều thiện phải làm chúng ta không làm, những điều không được phép làm chúng ta lại muốn làm. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Chúng ta thấy nó trên báo, trên đài, trên internet đầy dẫy những hình ảnh về sex, về giới tính. Mà tôi nghĩ rằng chính từ những cái này nó đầu độc người trẻ và ngay cả người lớn tuổi của chúng ta nữa. Nó tác hại, tác động ghê lắm thưa anh chị em. Có bạn trẻ nói với tôi: thưa cha, tối nào con cũng lang thang ở trên mạng. Tôi nói: đi lang thang đâu trên đó cho nó cực vậy? Không, vui lắm cha, bữa nào cho thử, cho lên một trang mạng cho xem. Trời ơi, nó thấy xem, nó thấy đẹp, nó còn cám dỗ tôi nữa. Thú thực của anh chị em, tôi rất lạc hậu. Sống ở Sài Gòn 12 năm, mới đổi về miền Tây một năm nay thôi. Tôi chưa bao giờ lên mạng hết. Mà tôi cũng chả đi tìm gì trên mạng cả. Tôi không biết vi tính, điện thoại di động tôi không biết nhắn tin, không biết lưu số của ai. Ai gọi điện tới tôi đều hỏi một câu: ai đó? Người ta nói: trời ơi, sao mà cha lạc hậu thế? Bên Mỹ người ta gọi điện về cho tôi hỏi cái số email. Tôi nói: email là gì? Không có. Chưa thấy ông cha nào lạc hậu như cha. Thôi kệ nó, lạc hậu cũng được, mai mốt miễn lên thiên đàng được rồi.
Anh chị em có tin những bài giảng của tôi viết tay không à? Mai mốt tôi chết, ai muốn tôi để lại cái di cảo viết tay giá trị hơn là vi tính nhiều ha. Thưa anh chị em, thành ra cái sau ngày hôm cái tác động của cái văn hóa thời đại, nhiều người trẻ, nhiều bạn trẻ chủ trương sống thử. Sống thử là gì? Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cái đó mới là cái được mà là cái mất, cái đáng sợ. Có một bạn gái cách đây 5 năm nói với tôi: thưa cha, hôn có tội không? Theo anh chị em, hôn có tội không? Tôi nói hôn là sao có tội con? Cái hôn là đẹp mà. Nếu mà hôn có tội thì làm sao có bài hát nhớ nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Vỗ tay đi. Chưa dành cho mà đã nhớ rồi. Hôn đâu có tội. Nhưng cái vấn đề thế này, con có dừng lại ở cái nụ hôn hay không? Hay là nụ hôn chỉ là bước khởi đầu để đẩy chúng ta phạm những tội khác? Còn mới đây cách 2 năm thì có một bạn gái, bạn nữ lại hỏi tôi: thưa cha, giao hôn mình khắc nghiệt quá đi, không cho phép ly dị, tại sao không cho sống thử? Sống thử để biết nhau trước, nếu mà cảm thấy hợp thì đến với nhau, còn không hợp chia tay để về với nhau không biết gì hết. Khi biết ra ly dị không được, mắc tội. Tôi nói thì con muốn thì con cứ sống thử rồi con biết liền à. Đúng, bạn nữ đó đã sống thử không chỉ một người đàn ông mà khá nhiều người. Tới bây giờ vẫn cứ hát mãi bài đời tôi cô đơn. Sống thử rồi ai lấy nữa, đừng có dạy. Ông bà mình dặn cái ngàn vàng đừng có dạy mà cho. Thánh Augustino ngày lại nói hay nữa: yêu đi đã rồi hãy cho. Yêu là gì? Sống cái đời sống hôn nhân ngon lành đã, hãy cho, đừng có trao, đừng có vội vàng. Sống thử nó sẽ đẩy đến vấn đề phá thai, nó không xa bao nhiêu hết. Mà khi con người thỏa mãn cái xác thịt rồi thì khi có con gạt nó, giết nó, mà tôi nghĩ không có cái tội gì nặng cho bằng cái tội phá thai vì giết chính hạt máu của mình, mẹ giết con. Những người bên lương họ nói với tôi: chúng tôi phá thai nhiều lắm, nhưng mà tối nào ngủ cũng không có yên, nó về như nó kêu suốt đêm: mẹ ơi mẹ ơi. Người bên lương đấy. Chúng ta thì không có tin cái điều đó, nhưng mà thưa anh chị em, lương tâm của chúng ta đâu cho phép. Khi tôi ở Sài Gòn á, tôi biết cái bệnh viện Từ Dũ một ngày nó phá thai như vậy là mấy trăm ca, giết sinh mạng con người một ngày mấy trăm người. Bây giờ tôi về miền Tây, tôi mới xuống một cái nghĩa trang được gọi là nghĩa trang Anh Hài. Nơi đây người ta quy tụ được gần 50.000 thai nhi bào thai. 50.000 đâu phải ít. Người ta phải gom lại trong một tuần ngày thứ bảy đi an táng. Cứ mỗi cái nấm mồ là 100 em, 200 em, 500 em nằm chung dưới đó. Mà cũng cái ông giữ nghĩa trang nói với tôi: con quen rồi, con thương các em lắm, mà mới đầu tối ngủ không được, nghe nó khóc hoài, mẹ ơi cha ơi. Rồi nó xảy ra cái tình trạng phản bội trong đời sống hôn nhân, ngoại tình, ly thân, ly dị đầy dẫy. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay ngài nói đó, vấn đề ly dị là vấn đề xấu, nhưng mà ngày hôm nay càng ngày vấn đề ly dị càng nhiều. Đó là một vấn đề nhức nhối và đáng sợ. Thưa anh chị em, cái di chứng của việc ly dị nó gây đổ vỡ trong gia đình, nó gây lại những cái ảnh hưởng không tốt cho con cái mình. Mà cái vấn đề ly dị không chỉ ở ngoài đời, ngay trong nhà gia đình Công Giáo của chúng ta cũng bây giờ bắt đầu là nhiều lắm. Tôi mới gặp một cái cô giáo, chồng chết được 3 tháng, thành ra mẹ hóa con côi, có 2 đứa con. Khi biết chồng của cô giáo này chết, người tình xưa quay trở lại phúng điếu. Rồi chắc nhìn cái cảnh mẹ hóa con côi thấy tội nghiệp quá chăng, tối nào cũng gọi điện để an ủi. Người ta nói đúng lắm anh chị em, tình cũ không rủ cũng theo. Rồi một ngày kia họ hẹn hò,
mà hẹn hò rồi điều gì xảy ra? Lửa gần rơm mà thì rơm nó cháy tiêu à. Rồi cô giáo nó có thể cảm thấy day dứt hỏi tôi: thưa cha, con cảm thấy chắc chú không bắt tội con đâu, vì con mất chồng, con bất hạnh, con thiếu tình thương, có tội không cha? Tôi nói: trời ơi, tội chết đi chứ. Cái tội thứ nhất là tà dâm, điều răn thứ sáu đó con. Cái tội thứ hai ấy, con giật chồng của người ta, khiến cho cái người chồng đó cũng phạm cái tội ngoại tình. Mai kia người ta sẽ ly dị, người ta sẽ đổ vỡ trong cái tổ ấm gia đình của họ. Con là người gây ra cái tội này, chấm dứt đi. Một phút giây thỏa mãn trong tính xác thịt của cuộc đời, sắm sao được với thiên đàng vĩnh cửu mai sau. Chúa Giêsu nói đó, lợi lộc cả thế gian mất linh hồn ích gì. Vậy thì thưa anh chị em, những điều tôi vừa nêu ra nó giống như một cái bức tranh mà chỉ một cái sắc màu xám xịt đang vây phủ nhân loại này, và cũng đang vây phủ cái bầu trời u ám là gia đình của chúng ta. Chúng ta làm gì đây để giúp đỡ nhau vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn, những cám dỗ này? Thưa anh chị em, thời gian nó đã hết rồi. Ô cha, sao hôm nay giảng dài thế? Mệt chưa? Anh chị em mệt chưa? Nói yếu xìu à? Chưa. Tôi thì mệt rồi, vì tôi chiều nay tôi chưa có ăn gì hết. Bây giờ là đói. Với anh chị em ý là nói tôi là hát nửa đi cha, để ngày mai sông càng đã mòn. Ý tôi nói là anh chị em chắc cũng mệt, nhưng không có mệt bằng tôi đâu. Tôi đứng một tiếng đồng hồ, tội không? Nói gần một tiếng đồng hồ, tội không? Vậy mà ngồi vậy đó không, dựa lưng ra ghế mới đã chứ. Thôi thì anh chị em ơi, tôi cũng phải dừng lại thôi. Nếu mà cái bài giảng này tôi giảng xong thì phải 15 phút nữa. Thôi thì cho tôi một vài phút để kết thúc. Nhưng mà nói nó không có đầu, nó có đầu mà không có đuôi thì nó cũng kỳ lắm. Tính tôi thì dài dòng văn tự. Thưa anh chị em, tôi kết thúc như thế này. Khi chúng ta không biết làm gì, khi chúng ta không biết ngày mai nhân loại này sẽ đi về đâu, thì có một lời khuyên: khi không biết đi về đâu, hãy quay về với điểm mình xuất phát. Cái điểm mà chúng ta xuất phát là gì, ở đâu? Xin thưa Thiên Chúa, từ nơi Ngài có chúng ta, từ nơi Ngài mà có những tình yêu tốt đẹp trong cuộc đời. Quay về với Chúa, nghe lời của Ngài. Lời của Chúa đi qua giáo hội mẹ của chúng ta đến với chúng ta. Tôi đưa ra hai cái lời khuyên của hai vị thánh giáo hoàng được tôn vinh đến bậc hiển thánh cùng một ngày, đó là thánh giáo hoàng John 23 và thánh giáo hoàng John Paulo đệ nhị. Thánh giáo hoàng John 23 nói như thế này: hỡi các gia đình công giáo, để sống trọn vẹn và tràn đầy đời sống ơn gọi gia đình Kitô giáo, cha khuyên các con mỗi khi đem về vợ chồng con cái, hãy quy tụ trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện. Thưa anh chị em, phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện để gia đình chúng ta được liên kết trong tình yêu với Chúa. Cầu nguyện để chúng ta có thể dắt dìu nhau vượt qua những cái thảm cảnh, nghịch cảnh của cuộc đời. Cầu nguyện cho gia đình mình sống tình yêu, mà cho những gia đình đang gặp thử thách cũng trở về với tình yêu. Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài lại khuyên như thế này: cha khuyên các con, mọi gia đình công giáo trên thế giới hãy chiêm ngưỡng và học hỏi gia đình thánh, tức là thánh gia Nazareth. Thưa anh chị em, tôi dừng lại nơi đây. Mà thôi, nghe nữa thì cho tôi kể câu chuyện, còn không là tôi đi xuống. Nghe nữa không? Tôi biết có cha phải đi dạy giáo lý, có cha thì phải công việc, nhưng mà xin các cha thôi cứ ráng, chứ chắc là con không có dịp ra đi nữa đâu. Tuổi già sức yếu rồi, năm nay 55 tuổi mà người ta ngỡ 70.
Có một cái người đàn ông mà đời của ông chìm trong bất hạnh 15 năm bất hạnh. Ông cưới vợ, hai vợ chồng sinh ra đứa con trai đầu lòng bị tâm thần bẩm sinh, rồi sinh ra thêm đứa con trai thứ hai tốt, rồi hai đứa con gái sinh đôi. Ông nuôi dạy nên người, gả chồng gả vợ, chỉ còn ông sống với người vợ và đứa con trai tâm thần. Mà rồi bất hạnh bỗng ập xuống, người vợ đi chợ bị tai nạn xe, chấn thương sọ não, khi đưa về nhà bán thân bất tội, một thời gian sau hoàn toàn bại liệt. 15 năm trời một tay ông phải lo cho vợ, từng thìa sữa từng miếng cơm, bất tội đâu làm gì được, nằm vậy thôi. Tiêu tiểu một tay ông lo hết, sáng bồng vợ ra đặt lên cái xe lăn, khi bà mỏi là bồng đặt lên giường, đưa ra đưa vô không biết bao nhiêu lần suốt 15 năm trời. Mà cái người bất tội họ không còn nói được, ú ớ thôi. Chứ giá như bà nói anh ơi, anh ráng đi anh ơi, em làm được gì, thì có thể là một sự an ủi. Bà chỉ ú ớ. Và nhiều khi bà xúc động, bà rơi nước mắt, khóc thương người chồng tội nghiệp. Lo cho vợ rồi, mệt mỏi muốn vô nằm nghỉ trong đêm. Thằng con trai ban ngày nó ngủ, ban đêm nó lên cơn điên. Ban đêm nó ngủ, nó la làng, nó chửi bới đòi giết người. Ông phải trỗi dậy dỗ dành người con điên loạn của mình. Thưa anh chị em, có người nói với tôi, chồng con bất tội 3 năm rồi, chịu không nổi nữa cha ơi, mà sao nó không chết vậy cha? Trời ơi, có 3 năm, đây người này tới 15 năm. Cái gì làm trong có một cái sức sống và một sự phục vụ chu đáo? Thưa anh chị em, tôi thấy nó hay quá khi tôi đọc câu chuyện này. Mỗi buổi chiều khi cho vợ cho con xong, ông chui vào nhà thờ, ngồi dưới góc nhà thờ, đầu cúi xuống. Ngày nào cũng như ngày nào. Cha xứ thắc mắc hỏi, ông vào nhà thờ xong ngồi buồn, ông có nói gì với Chúa không? Thưa cha, con không nói gì với Chúa cả. Con chỉ nói với Chúa có một điều, Chúa ơi, xin cho con một tình yêu. Con không yêu con, không yêu ai. Con yêu người vợ bại liệt của con yêu đứa con tâm thần điên loạn của con thôi. Và chính vì cái lời cầu nguyện đó, chính một tình yêu đó, để giúp ông có thể sống suốt 15 năm qua trong chuỗi dài xem ra không thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình. Nhưng mà thưa anh chị em, khi có tình yêu, ông lại thấy thương vợ hơn. Khi có tình yêu, ông lại thấy thương con hơn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ít yêu nhau lắm, chúng con yêu mình nhiều hơn. Hôm nay xin Chúa giúp cho chúng con luôn luôn biết thắp lên ngọn lửa tình yêu trong đời sống gia đình của chúng con, để chúng con tìm được hạnh phúc. Amen. Này, mỗi buổi chiều khi cho vợ cho con xong, ông chui vào nhà thờ, ngồi dưới góc nhà thờ, đầu cúi xuống. Ngày nào cũng như ngày nào. Cha xứ thắc mắc hỏi, ông vào nhà thờ xong ngồi buồn, ông có nói gì với Chúa không? Thưa cha, con không nói gì với Chúa cả. Con chỉ nói với Chúa có một điều, Chúa ơi, xin cho con một tình yêu. Con không yêu con, không yêu ai. Con yêu người vợ bại liệt của con yêu đứa con tâm thần điên loạn của con thôi. Và chính vì cái lời cầu nguyện đó, chính một tình yêu đó, để giúp ông có thể sống suốt 15 năm qua trong chuỗi dài xem ra không thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình. Nhưng mà thưa anh chị em, khi có tình yêu, ông lại thấy thương vợ hơn. Khi có tình yêu, ông lại thấy thương con hơn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ít yêu nhau lắm, chúng con yêu mình nhiều hơn. Hôm nay xin Chúa giúp cho chúng con luôn luôn biết thắp lên ngọn lửa tình yêu trong đời sống gia đình của chúng con, để chúng con tìm được hạnh phúc. Amen.